Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 137. Sau khi có lão hòa thượng của Mật Tông tự lên tiếng, những người bị phế bỏ tu vi còn lại cũng oán hận gầm lên, với họ mà nói tu vi bị phế chẳng khác nào cái chết, đến thời điểm này họ cũng không sợ Dương Bách Xuyên nữa, từng người thi nhau chửi mắng. Dương Bách Xuyên không nổi giận, hắn nhìn bọn họ rồi cười lớn, sau đó gần từng câu từng chữ. Tôi biết vì sao các người lại tự tin như vậy, hiện tại tôi có thể nói cho các người biết, trong mắt Dương Bách Xuyên tôi cường giả các người nói chẳng qua chỉ là một trò cười. Có biết vì sao hôm nay tôi lại tức giận không? Ha ha, nếu như các người đã nói tôi hống hách, quả thật đúng là như vậy, nhưng không phải loại người không nói đạo lý, nguyên tắc của tôi chỉ dành cho những người có ranh giới cuối cùng, dám đi cấu kết với thế lực phương Tây, hơn nữa còn là dị tộc bên ngoài tới Trung Quốc, ai cho các người lá gan đó, hả? Nói cho các người biết, đây chính là ranh giới cuối cùng, thân là tu sĩ Trung Quốc, vì một cái gọi là lợi ích mà các người dám cấu kết dị tộc, đừng nói là phế bỏ tu vi, cho dù giết chết thì cũng là vì các người xứng đáng, ha ha, linh chủ cái chó má gì, cường giả, cho là ông đây không biết là thứ gì sao. Nếu các người đã cho rằng cường giả rất đáng sợ, hôm nay ông đây sẽ cho các người thấy, Dương Bách Xuyên này có đáng sợ hay không. Dứt lời, Dương Bách Xuyên gọi, Cà Lâm. Chuyện gì thế, ta rất bận. Châu thần ngũ sắc ở chung một chỗ với Trồn Nhi và Tiểu Phượng Hoàng, nó đã đứng trên đỉnh núi phía sau Vân Môn xem nháo nhiệt từ lâu, nghe Dương Bách Xuyên gọi mình, nó uể oải lên tiếng. Nhưng bị ánh mắt như có thể xuyên thấu thời không của Dương Bách Xuyên liếc tới, nó không khỏi run lên, nuốt toàn bộ lời còn chưa nói. Mặc dù Châu thần ngũ sắc không có khế ước với Dương Bách Xuyên, cũng không có quan hệ chủ tớ, nhưng đi cạnh Dương Bách Xuyên, theo Trồn Nhi và Tiểu Phượng Hoàng một thời gian, nó cũng thu được không ít lợi ích, đan dược, linh quả, thứ gì cũng tốt. Tự bản thân cảm thấy đi theo Dương Bách Xuyên cũng không tệ. Ở phía ngọn núi phía sau Vân Môn, vốn đang xem náo nhiệt, Dương Bách Xuyên gọi nó là Cà Lâm đã quen, hơn nữa cũng đoán Dương Bách Xuyên bảo nó làm gì đó. Đang định từ chối nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Dương Bách Xuyên, Châu thần ngũ sắc thấy được sát ý, nó lập tức im miệng. Bản thân cũng hơi sợ hãi. Dương Bách Xuyên nhìn Châu thần ngũ sắc đang đứng trên đỉnh núi phía sau Vân Môn, đi phương Tây bắt một con người chim về đây cho ta, Trồn Nhi và Tiểu Hoàng đi cùng, tiêu diệt những dị tộc đó, có làm được không? Châu thần vừa nghe Trồn Nhi và Tiểu Phượng Hoàng đi cùng thì không oán giận nữa, đương nhiên đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên bảo nó ra tay, cũng không thể không đi. Không thành vấn đề, chờ trong 10 hơi thở, ta bắt về cho ngươi. Châu thần ngũ sắc thân là tiên sủng, sớm đã hiểu rõ tu sĩ ở trái đất, Dương Bách Xuyên nhắc tới người chim ở phương Tây thì nó đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Được, đại ca chờ muội, Tiểu Phượng Hoàng đồng ý. Chi chi, tiếng kêu của Trồn Nhi ngập tràn vui sướng. Châu thần ngũ sắc dẫn đầu, Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi cũng hóa thành ba tia sáng vọt thẳng lên bầu trời, bay về phía Tây. Chấm. Ở đây ngoại trừ Dương Tinh Phó ra. Hầu như tất cả mọi người không biết Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với ai, nhưng lại nghe được tiếng trả lời, trong đó dường như còn có cả tiếng yêu thú. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là bọn họ nghe được Dương Bách Xuyên nói với thứ mà bọn họ không thấy được, hình như là đi phương Tây. Đi Tây phương làm gì, mọi người đều hiểu, hẳn là đi đối phó với vị cường giả linh chủ gì đó. Nhưng rất nhiều người đều biết vị kia cường đại tới mức nào, mạnh hơn so với phân thần cảnh rất nhiều. Lúc này, lão hòa thượng của Mật Tông tự và những người kia đều ra vẻ trào phúng. Đúng là trò cười, người nói chuyện với Dương Bách Xuyên nói khoác trong 10 hơi thở bắt về đây. Đó cũng không phải thứ mèo mả gà đồng gì mà có thể bắt được trong thời gian ngắn như vậy. Không một ai tin tưởng. Bọn họ cho rằng đây là điều không thể, hơn nữa vị linh chủ ở phương Tây kia lại phải sinh vật trên trái đất, thủ đoạn như thần linh, những người đứng đầu của các thế lực đã từng gặp sứ giả của bọn họ. Chỉ riêng thế lực sứ giả của linh chủ đã mạnh hơn bọn họ rất nhiều, đâu có dễ dàng đối phó như vậy. Dương Bách Xuyên không biết trong lòng mấy người này đang nghĩ gì, cho dù biết thì hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn sớm đã điều tra thứ gọi là linh chủ phương Tây, thật ra chỉ là một người chim có sải cánh dài, tu vi đại thừa sơ kỳ mà thôi. Nếu như không phải hắn quay trở về trái đất, người chim này quả thật sẽ trở thành cường giả của trái đất, đáng tiếc, hắn lại về rồi. Hôm nay hắn sẽ cho đám người này thấy rõ thủ đoạn của hắn, đập nát cái gọi là cường giả ở trong nhận thức của bọn họ, đồng thời xem như là một đòn cảnh cáo.
Bảo Châu Thần ngũ sắc đi bắt một người chim cấp bậc đại thừa chính là giết gà dùng dao mổ trâu, Châu Thần nói bắt tới đây trong vòng 10 hơi thở quả thật không hề nói phét. Ngoài ra, thông qua thần thức hắn còn phát hiện ra một dị tộc khác ở phương Tây, vậy nên mới bảo Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi đi cùng, thuận tiện tiêu diệt bọn họ. Dù sao hắn sẽ không để trên trái đất xuất hiện thành phần bất ổn. Lúc này, bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, rất nhiều người đang đợi xem trò cười, bắt linh chủ trong 10 hơi thở, ha ha, sao có thể. Dương Bách Xuyên đứng nguyên vị trí, trong đầu đang nghĩ xem nên xử lý đám người này như thế nào. Thời gian 10 hơi thở nhanh chóng trôi qua. Một tiếng gầm vang vọng khắp quảng trường Vân Môn, như thể có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống đất, khiến cả mặt đất rung chuyển. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết và cầu xin tha thứ vang lên. A, tiền bối tha mạng. Hừ, muốn cầu xin tha thứ, tìm người kia. Bóng dáng Châu Thần ngũ sắc rồi nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Trên mặt đất xuất hiện, một người chim với đôi cánh trắng như tuyết. Nhưng vào lúc này, người chim trông vô cùng thảm hại, đôi cánh sau lưng dường như mất đi một nửa, người đầy máu. Người này có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, rõ ràng không phải là người phương Đông. Lúc này, đám tu sĩ Trung Quốc đều hít sâu một hơi. Mặc dù chưa có ai từng tận mắt nhìn thấy linh chủ, nhưng nghe sứ giả nói, sau lưng linh chủ tối cao có một đôi cánh, được gọi là thiên sứ tám cánh. Người trước mặt bọn họ chỉ có nửa đôi cánh phía sau. Nửa còn lại đã biến mất, rõ ràng là tám cánh. Không cần hỏi cũng biết người chim này chính là linh chủ mà bọn họ gọi. Dương Bách Xuyên vừa mới nói, linh chủ trong mắt hắn chỉ là thứ rác rưởi, hiện tại xem ra, nói cũng không sai. Ngoài ra, trong sân còn xuất hiện một con quái vật cực kỳ mập mạp trông giống như heo, nhưng lại có hai chiếc sừng trên đầu. Khí tức cường đại đến mức khiến người nghẹt thở. Linh chủ hay nói đúng hơn là người chim cầu xin tha thứ. Con quái vật kia lại nói muốn xin thì xin Dương Bách Xuyên. Nghĩa là, rõ ràng con quái vật này là bóng dáng mà vừa rồi bọn họ không nhìn thấy, hơn nữa còn nói sẽ bắt được linh chủ trong thời gian 10 hơi thở. Một quái vật cường đại nghe lệnh Dương Bách Xuyên. Một quái vật bắt được linh chủ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn. Một quái vật mạnh hơn linh chủ rất nhiều lần. Cảnh tượng này khiến đám lão hòa thượng của mật tông tự phát lạnh. Ngay sau đó, ánh sáng lóe lên, một bé gái xinh như búp bê sứ chừng 8-9 tuổi xuất hiện, cạnh đó là một con trồn vàng có đôi cánh trên lưng. Đại ca, đã giết hơn 1.000 dị tộc, phương Tây không còn uy hiếp. Chi chi, Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi báo cáo với Dương Bách Xuyên. Một câu nói hời hợt nhưng khi rơi vào tai đám tu sĩ này thì chẳng khác nào như sấm nổ. Sau lưng bọn họ toát cả mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Vất vả rồi. Mọi người đi chơi đi. Dương Bách Xuyên hài lòng gật đầu, thật ra thần thức của hắn vẫn luôn chú ý, đương nhiên biết Tiểu Phượng Hoàng, Trồn Nhi và Châu Thần ngũ sắc đã làm những gì. Sau khi đám Tiểu Phượng Hoàng rời đi, Dương Bách Xuyên nhìn tu sĩ xung quanh nói, người chim này chính là cường giả linh chủ của các người, một tu sĩ đại thừa sơ chỉ là rác rưởi với tôi, nhìn thấy chưa, đây là dị tộc, các người lại dám cấu kết với dị tộc để mưu đồ với Trung Quốc, đúng là đáng chết. Dương Bách Xuyên gần từng câu từng chữ, thần thức của hắn đột nhiên bao trùm lấy những người đã bị phế bỏ tu vi. Kế đó, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kêu ra được, cơ thể bọn họ nổ trung hóa thành xương máu, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đương nhiên Dương Bách Xuyên giết những người này để lập uy, hắn chỉ giết 20 người. Những người khác thì Dương Bách Xuyên không đụng tới. Nhưng lúc này, các tu sĩ khác đều kinh hãi, sợ vỡ mật. Quả thực, nhiều người trong số họ đã tiếp xúc với các chủng tộc ngoài hành tinh phương Tây để nâng cao sức mạnh của bản thân. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, đây là điều không thể tha thứ được. Giết gà dọa khỉ. Hắn cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Uy hiếp vậy là đủ rồi. Nhưng đúng lúc này, người chim nằm trước mặt đột nhiên đứng dậy và tấn công Dương Bách Xuyên. Hừ, không biết sống chết. Dương Bách Xuyên đâu xem một người chim có tu vi đại thừa ra gì. Người có cấp bậc thánh chủ ở tu chân giới hắn còn giết được, huống chi là một đại thừa. Ngay lập tức, hắn giơ tay đặt lên đầu người chim. Siêu hồn. Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không bỏ qua việc tìm hiểu tin tức về người chim này. Hắn biết người chim này trước kia không tồn tại trên trái đất mà tới đây sau khi hắn rời khỏi, Dương Bách Xuyên muốn biết người chim này là sinh vật sống đến từ thế giới nhỏ nào.
sau này hắn vẫn sẽ rời đi, vậy nên phải giải quyết tận gốc sinh vật ngoại lai, loại trừ mọi nhân tố không ổn định trên trái đất thì mới có thể yên tâm. So sánh mà nói, thực lực của người chim này đã đạt tới cấp bậc đại thừa, nếu hắn ta muốn ra tay với Trung Quốc thì ai có thể ngăn cản được. Trước mắt, cao thủ chính là cha hắn, nhưng cũng chỉ là tu sĩ hợp thể cảnh, độ kiếp cũng chưa phải, căn bản không thể thắng được đại thừa. Dương Bách Xuyên nghĩ mà sợ. Vậy nên siêu hồn người chim này là chuyện rất cần thiết. Bị Châu Thần Ngũ Sắc chém đi nửa đôi cánh cũng không chịu yên phận, còn dám ra tay với hắn, đúng là tìm chết. Mấy phút sau, tất cả tu sĩ ở đây đều nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt khiếp sợ. Dương Bách Xuyên đặt tay lên đầu sinh vật mà bọn họ gọi là linh chủ, cơ thể của hắn ta đang khô đi với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Cuối cùng biến thành một cái xác khô. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng buông tay, nhưng hắn lại cho người chim một mồi lửa, khiến cái xác khô cháy rụi, trực tiếp biến thành tro bụi. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Bây giờ mọi người thực sự biết thủ đoạn và thực lực của Dương Bách Xuyên, linh chủ mà họ xem là cường giả lại không có lực phản kháng trong tay Dương Bách Xuyên, hơn nữa còn bị đối phương biến thành tro bụi. Chưa cần nói tới Dương Bách Xuyên. Chỉ riêng quái vật mập mạp hay cô bé gái và con trồn vàng kia đều không phải là hạng mà bọn họ có thể đối phó. Lúc này, trong mắt bọn họ Dương Bách Xuyên chính là một sự tồn tại có pháp lực vô biên, không gì ngăn được. Đừng nói là một linh chỉ, cho dù 100 linh chủ sợ cũng không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên. Nhiều người không khỏi nuốt nước bọt, cảm thấy miệng khô khốc. Quá mức dọa người. Chấm. Dương Bách Xuyên cũng không rảnh để ý xem trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, hắn đang tiêu quá ký ức của người chim. Vài phút sau hắn mở hai mắt ra, nhưng nghĩ lại sợ. Hóa ra người chim này thực sự là một sinh vật ngoài hành tinh, nhưng không phải tới đây bằng thân thể xác thịt mà là thông qua một viên tinh hạch mang sức mạnh tinh thần. Tên hắn là Felix Hill, tới từ một thế giới gọi là Thần Vũ Tinh, một tinh cầu tồn tại ở rìa giải Ngân Hà, rất xa. Ở Thần Vũ Tinh có rất nhiều tu hành giả như Felix Hill, tu vi cao nhất là có 10 cánh, tương đương với phi thăng cảnh của tu chân giới. Thật ra bọn họ cũng là một bộ phận của thế giới lớn, nhưng bởi vì tu luyện đặc thù, cũng không có liên hệ với những tu chân giả của thế giới lớn, tự thành một phái, ở tinh cầu thế giới của bọn họ, có thể một mình tu luyện phi thăng lên giới cao hơn, về phần có phải cũng có thể phi thăng tiên giới hay không, Dương Bách Xuyên không thấy bộ phận ký ức này trong đầu Felix Hill. Nhưng mà Dương Bách Xuyên lại cảm thấy rất hứng thú đối phương thức tu luyện của những người chim này, bọn họ không có nội đan, cũng không có kim đan hoặc là nguyên anh đan điền, nhưng trong đầu mỗi một người chim đều có một viên tinh hạch, tu luyện chính chủ yếu là tinh thần lực, sự cường đại của tinh hạch có mối liên hệ với lực tinh thần. Cái tên Felix Hill này cũng không phải là vô duyên vô cớ xuống trái đất, mà là ở phương Tây xa xôi, vốn có ấn ký được lưu lại của bộ tộc bọn họ, người này là 60 năm trước tinh hạch bay vọt đến trái đất. Không phải bản thể là con người mà là tinh hạch đoạt xác. Nó đến từ ngôi đền cổ ở phía tây trái đất, thần điện này chính là thần điện Quang Minh nổi tiếng. Đổi một cách nói khác là, thần điện Quang Minh đã hiến tế 10 bé trai và gái để triệu hoán tinh hạch của Felix Hill tới. Lý do thần điện Quang Minh triệu hồi Felix Hill là bởi vì sự cường đại của Trung Quốc, pharaoh của thần điện đã tìm ra bí pháp triệu hoán, gọi ra được Felix Hill. Không cần nói cũng biết ý đồ là nhắm về phía Trung Quốc. Đương nhiên trong ký ức của Felix Hill, phương Tây không chỉ có tổ chức tồn tại cổ xưa như thần điện Quang Minh, bọn họ triệu hoán đến không chỉ là tộc người chim mà còn có dị tộc khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ tiếc lần này bị Dương Bách Xuyên phái Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi giết sạch. Felix Hill tới trái đất 60 năm nhưng vẫn chưa ra tay là bởi vì tinh hạch chiếm giữ cơ thể phải trải qua một quá trình tích hợp lâu dài, nếu hắn sử dụng sức mạnh của mình một cách hấp tấp, cơ thể của kẻ bị đoạt xác sẽ không thể chịu được sức mạnh tinh thần cường đại, những nỗ lực trước đó của hắn sẽ trở nên đổ sông đổ bể, cơ thể này cũng sẽ phải vứt bỏ. Vậy nên hắn vẫn luôn ở trạng thái ngủ đông, không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo để gia tăng độ tương thích của tinh hạch với cơ thể mà hắn đoạt xác. Ví dụ như tháng trước cuối cùng cũng tìm được một di tích cổ ở phía nam Trung Quốc, hơn nữa chính là lão hòa thượng của Mật Tông tự đã cung cấp thông tin, vị trí cụ thể đã được tìm thấy, đáng tiếc nơi đó lại không dễ dàng đi vào như vậy. Ở một nơi nào đó nằm sâu dưới biển Đông Hải. Vì vậy Felix Hill đã liên lạc với các thế lực lớn ở Trung Quốc, hợp lực tiến vào Đông Hải để lấy di tích,
hứa hẹn sẽ mang bọn họ rời khỏi trái đất đi tới một thế giới tu hành rộng lớn hơn, đồng thời hứa sẽ chia sẻ kho báu. Và những người ở Trung Quốc này muốn đột phá, muốn rời khỏi trái đất, cũng muốn tu luyện lên được cấp bậc cao hơn. Hai bên đã đạt được thỏa thuận. Không ngờ rằng trong ký ức của Felicio, đợi hắn ta tìm được thiên tài địa bảo ổn định thân thể thì sẽ giết sạch đám tu sĩ người Trung Quốc này. Cái gọi là liên minh này chẳng khác nào bảo hổ lột da. Dương Bách Xuyên tức giận, đồng thời cũng âm thầm toát mồ hôi lạnh. May mắn thân thể của người chim Felicio này độ không ổn định, không dám tùy tiện sử dụng lực lượng nên mới chưa ra tay với Trung Quốc. Nếu không, thế giới tu sĩ Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp thảm họa. Nhưng bây giờ tất cả những điều này sẽ kết thúc vì Dương Bách Xuyên hắn đã trở lại. Diệt một mối đe dọa là người chim, giết 120 người có tâm địa quái thai, xem như không còn nguy hiểm. Sau đó hắn sẽ để Châu Thần Ngũ Sắc và Tiểu Phượng Hoàng đi tiêu diệt các tổ chức thần điện triệu hoán, để sau này sẽ không có sinh vật ngoài hành tinh tới trái đất gây họa nữa. Chấm. Ngẩng đầu nhìn hàng trăm tu sĩ nằm trên mặt đất, Dương Bách Xuyên cảm thấy ngứa răng, cấu kết với người chim, những người này gần như đã mang đến thảm họa cho Trung Quốc. Hắn hừ lạnh một tiếng, không phải các người muốn theo đuổi tới một thế giới có tu vi cao hơn sao, muốn rời khỏi trái đất, được thôi. Hôm nay tôi sẽ cho các người toại nguyện, để các người cảm nhận được thế nào là sự khốc liệt của thế giới tu chân, là phúc hay là họa thì mặc cho số phận đi. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, đám tu sĩ cũng cảm giác được không ổn. Tuy nhiên, họ chỉ nhìn thấy tia sáng bạc lóe lên trong tay Dương Bách Xuyên, một thanh kiếm cổ xuất hiện trong tay hắn ta, ngay sau đó, hắn bất ngờ chém thanh kiếm vào khoảng không. Ầm răng rắc. Sau khi Dương Bách Xuyên bổ ra kiếm xuống, cách 3 mét trên đỉnh đầu xuất hiện một cánh cửa rộng hơn 10 trượng, dài 3-4 trượng. Mọi người ngẩng đầu lên phát hiện, bên kia cánh cổng cũng có trời xanh mây trắng, còn có một cỗ linh khí từ trời đất mạnh mẽ gấp mấy lần trái đất. Một thế giới khác. Đây là điều mà rất nhiều người đang nghĩ. Có người vui mừng khôn xiết, có người lại đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ đã đoán được Dương Bách Xuyên muốn làm gì. Hắn muốn đưa bọn họ đi đày sao. Lên, cút hết. Ngay sau đó, giọng nói của Dương Bách Xuyên vang lên, đi kèm là một lực lượng cường đại cuốn lấy bọn họ. 400-500 tu sĩ trên quảng trường lần lượt bay lên và tiến vào cổng chỉ trong giây lát. Đây là Sơn Hải Giới, các người tự sinh tự diệt đi. Mấy trăm tu sĩ biến mất trong nháy mắt, khi cánh cửa đóng lại, bọn họ nghe được Dương Bách Xuyên nói đó là nơi nào. Lúc này chỉ còn lại Ngô Nam, Dương Tinh Phó, Võ Đang, Côn Luân, Thiếu Lâm, Thiên Canh Tông và nhà họ Hồ ở Đông Bắc. Không tới 10 thế lực. Ngô Nam đã từng nghĩ Dương Bách Xuyên hẳn là rất mạnh, nhưng không nghĩ lại mạnh đến mức có thể chia cắt cả một thế giới chỉ bằng thanh kiếm. Ông ngồi trên ghế uống trà mà tay đang run rẩy. Hai mắt Dương Tinh Phó sáng ngời, hắn nhìn cơ thể Dương Bách Xuyên đang run rẩy mà tự lẩm bẩm, đây chính là thực lực của cha mình sao? Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ sùng bái. Về phần các thủ lĩnh của Võ Đang, Côn Luân và những thế lực khác, trong lòng họ như đang có sóng ngầm, tất cả đều bị sốc trước thủ đoạn của Dương Bách Xuyên ngày hôm nay. Ai nấy đều hiểu rõ, nếu hôm nay người đứng đầu không đích thân đến thì họ cũng sẽ chịu chung số phận như những người vừa biến mất. Dương Bách Xuyên thở ra một hơi đục ngầu, nhìn cánh cổng biến mất của Sơn Hải Giới, thật ra hắn cũng chưa làm gì cả, theo tính tình trước đây của hắn, giết chết những tu sĩ cấu kết với ngoại lai phương Tây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cuối cùng nói cho cùng những người này đi lên con đường tu chân, là nhân quả do hắn truyền đạo vậy nên mới thả đi, tội chết có thể tha nhưng sống thì khó thoát, hắn không cho bất cứ cơ hội nào mà đưa thẳng tới Sơn Hải Giới. Thế giới tu sĩ chân chính, tàn khốc nhưng cũng là tràn ngập cơ duyên, có thể sống sót hay không, đi được bao xa thì phải xem vận may của bọn họ. Cũng loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với tu sĩ trên trái đất sau này. Với tu vi hiện tại, đương nhiên hắn biết trái đất và Sơn Hải Giới là một thế giới nhỏ mà thôi, chỉ là bị ngăn cách ra, hôm nay cho dù không có thông đạo truyền tống thì hắn vẫn có thể mở được màn kết giới chia cắt trái đất và Sơn Hải Giới, đây chính là thành quả tu chân 800 năm của hắn. Đối với những tu sĩ trên trái đất bây giờ, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng đó suy tính phương án. Dương Bách Xuyên thu hồi tầm mắt, quay người lại, tầm mắt dừng lại trên những người còn lại ở giữa sân vẫn chưa bị hắn tiễn đi. Thật ra Dương Bách Xuyên sao có thể không biết những thế lực này, bao gồm cả Võ Đang đều đã tiếp xúc với sứ giả do Bertman Felicio cử đến. Bọn họ đều đã thỏa thuận với nhau,
sẽ đến Đông Hải để tiêu diệt di tích cổ. Không đuổi bọn họ đi là bởi vì hôm nay bọn họ đều đã đến đây, chứng minh trong lòng bọn họ còn có Vân Môn, còn cứu được. Nhưng dù là vậy thì Dương Bách Xuyên cũng đã thất vọng rồi. Tiếp theo, đã đến lúc nói chuyện với những người này. Mọi người đi chuẩn bị đi, một tháng sau tôi sẽ đưa mọi người đến Sơn Hải Giới, có thể gia nhập Vân Môn ở Sơn Hải Giới, còn hậu bối của các tông môn trên trái đất đều nhập vào Vân Môn, có ý kiến gì không? Giọng nói Dương Bách Xuyên đầy uy nghiêm, thậm chí còn có ý uy hiếp. Từ chuyện lần này có thể thấy, nếu cứ để các tu sĩ trên trái đất tiếp tục phát triển, nhất định sẽ gây ra đại loạn, cho nên Dương Bách Xuyên đều phải đưa tất cả bọn họ đến Sơn Hải Giới. Nhưng điều không thông chính là đã quá hời cho Võ Đang, Côn Lôn các tông môn này, sau khi đến Sơn Hải Giới có thể gia nhập Vân Môn Sơn Hải Giới, không bị lưu đày giống ba người lúc trước. Còn về vấn đề quản lý tông môn của bọn họ, Dương Bách Xuyên liền cho nhập vào Vân Môn, từ nay về sau do Vân Môn tiếp quản toàn diện, không cho họ cơ hội phát triển ngang tàn bạo ngược. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, đây là muốn chấm dứt hoàn toàn truyền thừa của bọn họ mà. Nhưng, bọn họ dám phản đối sao? Không dám, có cho 10 lá gan cũng không dám, đối mặt với sát ý như ẩn như hiện đang bao phủ trên người bọn họ của Dương Bách Xuyên, không có kẻ nào dám phản đối. Nghĩ đến mấy gia chủ đã bị nổ tung cơ thể thành xương máu, cùng với mấy trăm tu sĩ bị đưa đến thế giới khác kia, ai dám chứ? Mọi người đều biết, chỉ cần phản đối một tiếng thôi thì mấy người trước đó chính là tấm gương của bọn họ. Mọi người đều có tâm tư riêng, nhưng tình thế mạnh hơn người, bây giờ Dương Bách Xuyên trong mắt họ chẳng khác nào thần thánh, tuân mệnh đi thì hơn. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng cho họ thời gian, cũng xem như điều kiện có ưu đãi. Một tháng sau đưa họ đến Sơn Hải Giới, còn có thể vào Vân Môn ở Sơn Hải Giới. Cũng chỉ có thể làm vậy. Trong lúc mọi người do dự, trưởng giáo Võ Đăng Hoa Thanh Chân Nhân tiến lên một bước nói, toàn bộ Võ Đăng nguyện nghe theo sự sắp xếp của sư tổ vô điều kiện, tôi sẽ trở về chuẩn bị, để mọi người đến Vân Môn báo cáo. Dương Bách Xuyên gật đầu hài lòng, hắn cảm thấy chỉ có Võ Đăng là không tệ, dù hắn biết Võ Đăng có liên quan đến chuyện tiếp xúc với phương Tây. Nhưng bây giờ trưởng giáo Võ Đăng Hoa Thanh Chân Nhân có thể đứng ra ủng hộ trước, chứng minh Võ Đăng vẫn luôn ủng hộ Vân Môn giống như mấy trăm năm trước, cũng không hề quên quan hệ sâu xa của Võ Đăng và Vân Môn. Có Võ Đăng đi đầu, Côn Lôn, Thiên Kiếm Sơn và Thiếu Lâm cũng lần lượt bày tỏ thái độ, sẽ nghe theo sắp xếp của Dương Bách Xuyên. Hết cách rồi, dù sao thì cũng không có ai dám phản đối. Mọi người về đi tương đương. Dương Bách Xuyên nhận được đáp án hài lòng. Vung tay sử dụng sức mạnh thần hồn mạnh mẽ, đuổi đám người này đi lần nữa. Cũng đã thể hiện được bản lĩnh của thần tiên. Dù sao thì ở trái đất sức mạnh thần hồn của hắn hoàn toàn có thể bắt một người đến hoặc là đưa người đó đi xa hàng ngàn dặm đều không thành vấn đề. Chấm. Xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Ngô Nam và Dương Tinh Phó. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn Ngô Nam nói, tất cả các thế lực đã hợp nhất, trước khi tôi rời đi, ông hãy gia nhập Vân Môn. Trở thành trưởng lão của Vân Môn ở trái đất đi. Ngô Nam sửng sốt, vốn đang lo lắng sau khi Dương Bách Xuyên hợp nhất tất cả tông môn trên trái đất sẽ xuất hiện cục diện nhất gia độc đại, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thế tục. Nhưng nghe Dương Bách Xuyên nói muốn ông ấy làm trưởng lão cho Vân Môn, ông ấy lập tức hiểu được ý của Dương Bách Xuyên, đây là muốn ông ấy thay mặt quốc gia quản lý hoặc cũng chính là giám sát Vân Môn, bởi vì phía sau Ngô Nam chính là cả đất nước. Điều này cũng khiến Ngô Nam kính nể Dương Bách Xuyên từ tận đáy lòng, hắn muốn Ngô Nam làm trưởng lão cho Vân Môn, cũng đồng nghĩa với việc đã giao một nửa Vân Môn cho quốc gia. Sự quyết đoán này ít người có thể làm được và dám làm vậy, nhưng Dương Bách Xuyên lại nói ra một cách dễ dàng, không khỏi khiến người ta bội phục. Ngô Nam mở miệng cười nói, cậu không sợ tôi sao? Dương Bách Xuyên cũng mỉm cười nhìn Ngô Nam, hắn đương nhiên hiểu được Ngô Nam có ý gì. Sợ Ngô Nam? Có nghĩa là sợ Ngô Nam sau này sẽ thâu tóm hoàn toàn Vân Môn. Chỉ là nếu Dương Bách Xuyên đã làm vậy, đương nhiên đã nghĩ đến hậu quả. Hắn biết Ngô Nam thật sự là một người rất chính nghĩa, từ lúc hai người quen biết đến giờ, Ngô Nam vẫn luôn dốc sức phục vụ Thần Long Đàm, phục vụ quốc gia, người này yêu nước như vậy, tuyệt đối không phải loại người có tâm tư riêng. Dương Bách Xuyên tin rằng mình sẽ không nhìn nhầm người. Hắn mỉm cười nhìn Ngô Nam nói. Nếu đã quyết định thì sẽ không sợ, cho dù một ngày nào đó ông thật sự thâu tóm hoàn toàn Vân Môn, thì
thì cũng là đồng hóa thành lực lượng quốc gia, nếu thật sự là vậy thì tôi cũng vui mừng. Nói đến đây, Dương Bách Xuyên kéo dài giọng, sau đó lại thay đổi, nhưng... Nếu để tôi biết ông có suy nghĩ riêng, vậy tôi sẽ mời ông uống một chung rượu phạt. Ông phải nhớ kỹ, Vân Môn trên trái đất là cội nguồn của tôi, có một phần tình cảm quê hương của tôi, cũng chứa đựng rất nhiều ký ức của tôi. Chỉ cần bản chất của Vân Môn không thay đổi thì tôi sẽ mặc ông muốn làm gì cũng được, chỉ cần làm chuyện tốt, Vân Môn không phản đối, nhưng nếu làm chuyện ác thì dù là sau bao lâu, dù tôi có ở đỉnh vũ trụ cũng có thể trở về tìm ông, còn nữa, Vân Môn không được can thiệp vào sự phát triển của thế tục, điều này ông phải nhớ kỹ. Trước khi tôi rời đi, các thế lực tu sĩ Trung Quốc sẽ hoàn toàn hợp nhất vào Vân Môn, các thế lực khác bên ngoài tôi cũng sẽ giúp ông dọn dẹp sạch sẽ, chỉ mong ông có thể bảo vệ quê hương thật tốt, ông có làm được không? Nói đến cuối cùng, Dương Bách Xuyên nghiêm túc hơn bao giờ hết, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Ngô Nam. Tôi xin thề, tôi sẽ dùng từng giọt máu trên cơ thể mình để yêu Trung Quốc, bảo vệ Trung Quốc, ngày nào tôi còn tồn tại thì Vân Môn cũng sẽ tồn tại, Ngô Nam tôi xin hứa với cậu. Được, tôi tin ông. Dương Bách Xuyên cong môi cười. Chấm. Ngô Nam rời đi, ông ấy muốn báo cáo quyết định hôm nay của Dương Bách Xuyên, đây là chuyện lớn, chuyện rất lớn. Hôm nay Dương Bách Xuyên giao ra không chỉ đơn giản là chức trưởng lão của Vân Môn mà còn có đế quốc thương mại tập đoàn Vân Kỳ cực lớn khiến cả thế giới phải run sợ. Đối với quốc gia mà nói, tập đoàn Vân Kỳ là một sự giúp đỡ rất lớn đến mức không thể tưởng tượng. Vân Kỳ trải rộng kỹ thuật ở các lĩnh vực hàng đầu, có thể khiến cho trái đất chấn động, cho nên Ngô Nam mới thấy quyết định này của Dương Bách Xuyên là vô cùng quyết đoán. Chuyện lớn như vậy, ông ấy cần phải báo lại với quốc gia. Đợi Ngô Nam đi khỏi. Dương Tinh Phó không nhìn được nói, cha thật sự giao Vân Môn và Vân Kỳ ra sao? Dương Bách Xuyên nhìn con trai nói, sao vậy, tiếc à? Không phải tiếc, Vân Môn chúng ta có hệ thống truyền thừa tu luyện hoàn chỉnh, chỉ nói đến hệ thống khoa học kỹ thuật khổng lồ của tập đoàn Vân Kỳ thôi cũng đã là một con số khổng lồ mà đến con cũng không tính được, chúng ta đã tích lũy hơn 700 năm rồi, bây giờ lại giao ra dễ dàng như vậy. Dương Tinh Phó quả thật có chút luyến tiếc. Con đó. Con phải nhớ kỹ nhà họ Dương chúng ta là gia tộc tu chân, mục tiêu mãi mãi là tinh thần đại hải, đợi cha đưa con đến tu cân giới, con sẽ phát hiện, thế tục tiền tài đều là mây bay, chúng ta đều phải đến tu chân giới, sau này rất khó quay lại nơi này, cho nên giao cho quốc gia là đúng, cha cũng rất yêu nước. Đợi bên phía Ngô Nam trả lời, con liền chuẩn bị giao lại đi, sau đó chúng ta sẽ về tu chân giới, dù sao thì trái đất cũng không thích hợp với người tu chân. Tương lai của con nằm ở tu chân giới. Dương Bách Xuyên cười nói. Được, được rồi, con phải về chuẩn bị, nhưng mà phải cần 1,5 năm để giao lại, thậm chí là 2-3 năm. Dương Tinh Phó trả lời. Lâu như vậy, Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Dương Tinh Phó cười khổ, nhưng vẫn kiêu ngạo nói. Cha, con đã tiếp quản Vân Kỳ từ tay chị hơn 300 năm rồi, rất nhiều lĩnh vực đã đứng đầu thế giới, tài sản của Vân Kỳ rất lớn, có rất nhiều trung tâm kỹ thuật. Cần phải sửa sang sắp xếp lại, Vân Kỳ trải rộng khắp các nơi trên thế giới nên cần thời gian để bàn giao. Được, chuyện này cha không quan tâm, cha cho con 5 năm, nếu trong vòng 5 năm tiểu tử con có thể sinh cho cha một đứa cháu cũng là chuyện tốt, đến lúc đó ít nhất có thể giữ lại một nửa gia sản, ha ha. Dương Bách Xuyên không phải thánh nhân, đương nhiên vẫn hy vọng có người thừa kế. Chỉ là người tu chân muốn có một đứa con quá khó khăn. Quan trọng là tiểu tử Dương Tinh Phó này dường như không có một người bạn gái nào, giao toàn bộ Vân Môn và Vân Kỳ cho quốc gia cũng chỉ là bất đắc dĩ. Khụ khụ, cha, con đi làm việc đây. Dương Tinh Phó hoảng hốt bỏ chạy. Tiểu tử thối, Dương Bách Xuyên lắc đầu cười mắng. Sau đó hắn đến sau núi Vân Môn, Tiểu Phượng Hoàng đang ở đó làm ầm ĩ, hắn còn có việc phải giao cho Tiểu Phượng Hoàng làm. Các tổ chức như Thần Điện mà phương Tây đã triệu hoán, Dương Bách Xuyên đều giao cho Tiểu Phượng Hoàng, Châu Thần Ngũ Sắc và Chồn Nhỏ xử lý, dù sao cũng không thể triệu hoán thêm sinh vật nào khác về trái đất. Hắn cũng không muốn sau khi hắn đi rồi trái đất lại xảy ra chuyện gì. Nên phải giải quyết hết mọi chuyện mới yên tâm. Trịnh Bân Bân và chị Mai đi du lịch vòng quanh thế giới còn chưa về, hắn cũng chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Sau khi nói với Âu Dương Ngọc Thanh một tiếng, Dương Bách Xuyên trực tiếp đến châu Âu. Dương Bách Xuyên xuất hiện tại núi tuyết châu Âu. Hắn đến bái tế Liễu Linh Linh, năm đó Liễu Linh Linh đã chết trong tay Đại Tôn, biến thành xương máu ngay tại nơi này. Dù cho kẻ thù đã chết,
hắn đã báo thù cho Liễu Linh Linh, nhưng người đẹp đã không còn nữa. Liễu Linh Linh vẫn là người mà Dương Bách Xuyên quan tâm nhất từ tận đáy lòng, lẽ ra hắn phải đến bái tế càng sớm càng tốt, nhưng hắn lại sợ đến. Hắn vẫn luôn ở Vân Môn, lần này ra ngoài theo ý muốn lại vẫn đến nơi này trước, là nơi mà Liễu Linh Linh chết. Linh Linh, em ở thế giới bên kia có khỏe không? Dương Bách Xuyên đứng trong gió tuyết nhìn xa xăm lẩm bẩm, hắn tin rằng linh hồn của Liễu Linh Linh sẽ ở U Minh giới. Em đợi anh tu luyện đến đỉnh, đợi anh có thể tìm thấy U Minh giới, nhất định sẽ đưa em về. Em có biết anh nhớ em lắm không? Dương Bách Xuyên đứng trên núi tuyết lẩm bẩm một mình, nói với Liễu Linh Linh về việc tu luyện của mình trong những năm gần đây. 3 ngày sau, hắn xoay người xuống núi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nhìn về phía một tòa lâu đài cổ nằm trong mây mù. Sau đó Dương Bách Xuyên biến mất tại chỗ. Ở đây vẫn còn một thuộc hạ xinh đẹp rút. Nếu đã đến đây thì hắn muốn đến xem thử, năm đó lúc rời khỏi trái đất Dương Bách Xuyên đã không dẫn rút theo, bởi vì khi đó mấy người phụ nữ của hắn đều có định ý với rút, thậm chí Lục Tuyết Hy còn gọi rút là hồ ly tinh. Để giữ hòa khí, Dương Bách Xuyên không đưa rút cùng rời khỏi trái đất mà phái cô ta từ Vân Môn về lại châu Âu. Bây giờ Dương Bách Xuyên muốn đến thăm cô ta, dù sao thì sau khi rút trưởng quản gia tộc đã giúp đỡ Vân Môn rất nhiều, nhất là khi đó tập đoàn Vân Kỳ phát triển vào thị trường châu Âu cũng nhờ rút giúp đỡ rất lớn. Hơn nữa khế ước chủ tớ vẫn còn tồn tại, cũng xem như là người của mình. Chấm, trong một căn phòng nào đó của một lâu đài cổ kính ở châu Âu, một người phụ nữ tóc vàng mặc váy ngủ màu đỏ, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, đứng xuất thần trước bức tranh sơn dầu cao bằng một người. Bức tranh sơn dầu trước mặt cô ta là của một người đàn ông phương Đông, người đàn ông trong tranh có mái tóc trắng bồng bềnh, đang đứng cầm một thanh kiếm cổ trong tay. S. Sau khi uống một ngụm rượu vang đỏ trong ly, khuôn mặt trắng nõn của rút đỏ bừng, ánh mắt có chút mơ hồ, 5-6 chai rượu trên bàn bên cạnh đã trống rỗng. Có vẻ như cô ta đã uống rất nhiều. Rút nhìn chằm chằm người đàn ông trong tranh, lẩm bẩm nói, chủ nhân ngài. Còn quay lại nữa không? Hơn 700 năm qua ngài đã quên mất người hầu trung thành của ngài rồi sao? Chủ nhân, ngài có biết suốt 700 năm nay không có ngày nào rút không nhớ ngài? Còn nhớ lần đầu tiên gặp chủ nhân ở Trung Quốc, khi đó chúng ta đã đánh nhau. Lần thứ hai gặp lại ở châu Âu, tôi trở thành người hầu của ngài. Chủ nhân à, tuy rút là huyết tộc, nhưng cũng có tình cảm như con người. Hai, cô cần gì phải cố chấp như vậy? Ngay khi rút đang tự nói chuyện một mình, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Sau đó không khí dao động, người đàn ông tóc trắng trong bức tranh cũng chậm rãi cử động. OMG, chủ nhân, nhất định là tôi đang nằm mơ rồi. Rút mở to mắt, người đàn ông phương Đông trong bức tranh thật sự đã sống lại. Đó chính là chủ nhân mà cô ta đã chờ đợi 700 năm qua Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên có chút buồn cười, hắn chỉ muốn đùa với người hầu này một chút. Nhưng mà nếu là người bình thường thì đã bị dọa sợ rồi, còn Ruth không chỉ không bị dọa mà còn nửa tỉnh nửa say nhào vào lòng Dương Bách Xuyên. Chủ nhân thân ái, Ruth nhớ ngài lắm, nhớ ngài 700 năm rồi. Dù là nằm mơ cũng tốt. Ruth nhào vào lòng Dương Bách Xuyên, ôm chặt lấy hắn. Cô ta đang nghĩ nhất định là ảo giác, nhưng cô ta thà rằng đó là ảo giác, bởi vì cô ta đã mong đợi cảnh tượng này hơn 700 năm rồi. Dương Bách Xuyên vốn muốn vào bức tranh sơn dầu để trêu chọc Ruth một chút, dùng cách này để gặp lại cô ta, không ngờ tình hình vượt xa dự đoán của hắn. Nhưng dù thế nào thì được người khác nhớ thương cũng là một chuyện hạnh phúc. Nghe thấy lời nói say khướt của Ruth, nhìn thấy bức tranh sơn dầu khổng lồ trong phòng là vẽ mình, Dương Bách Xuyên cũng cảm động. Không ngờ đã mấy trăm năm trôi qua, cô gái ngoại quốc này vẫn còn nhớ đến hắn, có vẻ là nhớ mãi không quên. Trong lúc cảm động, hắn đã vận chuyển chân nguyên đi vào bức tranh muốn trêu chọc Ruth, không ngờ không dọa được cô ta mà ngược lại còn thấy được sự kích động trong mắt cô ta. Sau đó bị nhào tới ôm chặt lấy. Nghe cô ta nói vậy, Dương Bách Xuyên quả thật rất cảm động. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo cũng đã vượt qua dự đoán của Dương Bách Xuyên. Ruth say khướt trực tiếp hôn Dương Bách Xuyên một cách say đắm. Đôi môi mềm mại, có chút lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta thoải mái dán lên môi hắn. Dương Bách Xuyên bị Ruth đẩy lùi về sau từng bước. Trong lúc hai người lùi về sau, bộ đồ ngủ màu đỏ của Ruth vô tình tuột xuống đất, để lộ ra làn da trắng nõn. Dáng người nóng bỏng,
đôi chân dài trắng nõn cùng cơ thể không chút mỡ thừa hoàn toàn lộ ra trước mặt Dương Bách Xuyên. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, cho dù lấy tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên cũng không thể bình tĩnh được. Hắn chỉ thấy máu trên cơ thể nóng lên, suýt chút nữa chảy máu cam. Nhìn mái tóc vàng, đôi mắt xanh và thân hình quyến rũ đến quỷ dị của cô ta, Dương Bách Xuyên thực sự cảm thấy mình mất kiểm soát. Những thứ khác hắn không quan tâm, nếu để phí một mỹ nhân như vậy, hắn cho rằng mình nhất định sẽ bị sét đánh. Hắn bất ngờ bế cô ta lên và ném cô ta một cách thô bạo xuống chiếc giường lớn phía sau. A, à, ngài! Ruth hét lên một tiếng kinh hãi. Lúc này dường như đã tỉnh rượu được ba phần. Cô tê còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sốc khi nhìn thấy chủ nhân trước mặt, trong mắt hiện lên một tia đỏ thẫm và phẫn nộ. Chủ, ngài! Miệng Ruth bị chặn lại, chủ nhân trước mắt thô bạo đè cô ta xuống. Cơ thể hơi đau nhức khiến cô gái ngoại quốc này cảm thấy tất cả những điều này không phải là ảo giác do say rượu gây ra, mà là chủ nhân thực sự sống lại từ bức tranh sơn dầu. Cô ta mặc kệ tất cả, cô ta đã chờ đợi khoảnh khắc này và cảnh tượng này hàng trăm năm rồi, cô ta đã mong đợi rất nhiều, nếu có thể đạt được mong muốn của mình thì ngay cả ảo giác và giấc mơ cũng đáng giá. Trong ba ngày liên tiếp, Dương Bách Xuyên và Ruth trải qua thời gian vô lý, nhưng đối với Dương Bách Xuyên, họ đã trải nghiệm một phong cách nóng bỏng và kỳ lạ, quả thực là độc nhất vô nhị. Chấm. Mãi đến buổi tối ngày hôm đó, Ruth mới từ từ tỉnh dậy, cô ta đột nhiên bật dậy, nhìn thấy người đàn ông mà cô ta ngày đêm nhớ đến bên cạnh vẫn còn ở đó. Cô ta không còn say nữa, mấy năm gần đây cô ta đều uống rượu, cũng không cần phải giải rượu. Ba ngày sau tỉnh lại, dường như tất cả đều là sự thật. Đôi mắt xanh to tròn nhìn chằm chằm vào Dương Nhất Vân, nói, chủ nhân, tôi không phải đang nằm mơ đó chứ. Cô ta xoay người ôm lấy Dương Bách Xuyên, sợ hắn sẽ biến mất. Dương Bách Xuyên hôn lên trán cô ta, ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng dở khóc dở cười, sợ là phải phụ lời của bà rồi. Khi hắn đưa Ruth về nhà, bà nội của Dương Bách Xuyên thực ra không nói gì, nhưng hắn biết rằng bà nội không thích hắn tiếp xúc với cô gái ngoại quốc này, dù sao thì đó vẫn là một quan niệm truyền thống. Nhưng bây giờ, Dương Bách Xuyên không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Bởi vì hắn nhớ tới đóa hoa mai trên ga trải giường sau đêm điên cuồng. Hắn không ngờ sau nhiều năm như vậy, cô ta vẫn là xử nữ. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc, theo tôi về nhà, lần này tôi sẽ đưa em đi cùng. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng chấp nhận Ruth. Kỳ thật hắn đối với cô gái ngoại quốc này có cảm tình rất tốt, tuy cô ta có tâm tư nhỏ nhưng nhìn chung cô ta rất trung thành với hắn. Sau khi nghe cô ta nói những lời say khướt đó, hắn biết Ruth vẫn đang đợi mình. Chấm, chủ nhân, tôi. Ruth khóc, thực ra trong lòng cô ta đều là anh. Cô ta biết mình đã yêu người đàn ông này sâu sắc hàng trăm năm và không thể thoát ra được. Sau khi ở châu Âu 10 ngày, Dương Bách Xuyên mang theo Ruth về Vân Môn, sau khi giao Ruth cho Âu Dương Ngọc Thanh sau đó chạy trốn, không dám đối mặt với Âu Dương Ngọc Thanh. Thấy Dương Bách Xuyên tông cửa xông ra ngoài, Âu Dương Ngọc Thanh u oán một chút, một lúc sau lại bật cười. Cô biết Dương Bách Xuyên mang theo Ruth trở về là có ý gì, nhìn Ruth quy củ đứng một bên gọi mình là chị. Sự buồn bực không vui của Âu Dương Ngọc Thanh cũng biến mất. Dù sao người phụ nữ của Dương Bách Xuyên không chỉ có hai bọn họ, những chị em khác đều ở tu chân giới, đến lúc đó trở về tu chân giới hắn sẽ biết tay. Còn Ruth chắc chắn đã được Dương Bách Xuyên thừa nhận, nếu không sẽ không dẫn về nhà. Hơn nữa 700 năm trước Âu Dương Ngọc Thanh đã biết đến sự tồn tại của Ruth, năm đó cô gái nữa từng đến Vân Môn ở một đoạn thời gian. Chẳng qua lúc đó lão thái thái không thích người nước ngoài nên Dương Bách Xuyên đã đưa cô ta trở về châu Âu. 700 năm sau lại xuất hiện đã không thể sửa đổi, Âu Dương Ngọc Thanh cũng không phải loại người hẹp hòi, mỉm cười nói, đi thôi, chị dẫn em đi sửa sang lại phòng. Vốn dĩ Ruth còn đang thấp thỏm, nghe thấy Âu Dương Ngọc Thanh nói vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, cô ta biết ở nhà dọ Dương, người nước ngoài như cô ta kém hơn những người phụ nữ khác. Bây giờ nghe thấy Âu Dương Ngọc Thanh dẫn cô ta đi xem phòng, Ruth biết Âu Dương Ngọc Thanh đã tiếp nhận mình. Làm người đến sau, là một huyết tộc sống hơn 700 năm châu Âu đã cực kỳ thuần thục cách đối nhân xử thế, cũng bởi vì thích Dương Bách Xuyên mà cô ta thích văn hóa phương Đông, cô ta đã nghiên cứu văn hóa phương Đông mấy trăm năm. Ruth không dám chậm trễ, vội vàng cúi người nói cảm ơn chị đã chăm sóc, sau này em chính là nha hoàn bên cạnh chị, hy vọng chị không ghét bỏ em. Đây là vòng cổ bảo thạch hồng bảo do châu Âu sản xuất,
em cũng không có gì quý giá, hy vọng chị nhận lấy món quà này. Ruth vô cùng rõ ràng tập tục văn hóa phương Đông, trong lúc nói chuyện lập tức lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo, mở ra. Bên trong là vòng cổ bảo thạch hồng bảo, ánh sáng chiếu rọi xuống, sáng lấp lánh cực đẹp. Âu Dương Ngọc Thanh không hiểu trang sức nhưng rất vừa lòng với thái độ của Ruth. Cười nói, em có lòng, đừng nói gì mà nha hoàn, nếu để xuyên tử nghe thấy sẽ mắng chết chị. Vâng, chị. Hai người cười nói một lúc quan hệ gần gũi hơn rất nhiều, Âu Dương Ngọc Thanh kéo tay Ruth đi sửa sang phòng cho cô ta. Chấm. Thật ra Dương Bách Xuyên không đi xa, dùng thần thức nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng yên tâm. Hắn sợ đưa Ruth về thì Âu Dương Ngọc Thanh sẽ không vui, hiện tại xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều, vợ của hắn không ai keo kiệt cả. Dương Bách Xuyên cũng rất vừa lòng với biểu hiện của Ruth, sau này đi tu chân giới không sợ cô và những người khác không hợp nhau. Đây cũng coi như là chuyện tốt. Nhớ rõ sư phụ từng nói với hắn, trên con đường tu chân, mỗi lần làm một chuyện, gặp một sinh linh đều là một phần nhân quả, sau này cần kết lại mới có thể làm đạo tâm càng thêm thông thấu. Chuyện của Ruth coi như được giải quyết, Dương Bách Xuyên cũng đi tế điện Liễu Linh Linh, hiện tại hắn muốn đi đến Đông Hải. Sau khi xem qua Đông Hải trong đầu người chim Felix Hill, gần như 100% đây là di tích thượng cổ, Dương Bách Xuyên chuẩn bị đi xem. Cũng may phát hiện sớm nếu không sẽ bị người chim nhanh chân đến trước. Trong trí nhớ, Felix Hill cũng phát hiện vị trí dựa vào tàu ngầm, có linh lực dao động, chưa bắt đầu tìm kiếm cụ thể, dù sao trong trí nhớ Felix Hill chỉ biết ở nơi đó sự dao động linh lực cường đại, tàu ngầm cũng không đến gần được. Cho nên lần này mới bắt tay với các tu sĩ Cửu Châu, trên danh nghĩa là đi dò xét, trên thực tế đám người chim này muốn tu sĩ Cửu Châu làm pháo hôi dò đường. Đồ của Cửu Châu Đông Hải, sao có thể để cho đám người chim kia? Dương Bách Xuyên có cảm giác chỉ cần là di tích xuất hiện trên địa cầu, tuyệt đối là đồ do văn minh thượng cổ để lại, tuyệt đối có nhiều thứ tốt. Hắn từng đạt được kiếm đồ long trong hồ tiên nữ ở quê là chứng minh tốt nhất. Địa cầu là tổ giới trong miệng các thế lực cổ xưa ở tu chân giới, cũng là thế giới gốc trong miệng sư phụ, thậm chí có cả thần mộ viên thần bí khó lường kia. Mặc dù linh khí của địa cầu rất loãng nhưng lại cất giấu bí mật rất lớn. Dù sao bây giờ cũng nhàn rỗi, Dương Bách Xuyên chuẩn bị đi nhìn xem, đối với các tu sĩ khác, độ sâu đáy biển mấy vạn mét rất khó cho việc tìm kiếm, nhưng đối với hắn lại dễ như trở bàn tay. Dùng thần thức kiểm tra tiểu phượng hoàng, châu thần ngũ sắc và chồn nhỏ, thấy chúng nó đang lăn lộn ở phương Tây, Dương Bách Xuyên cũng không để ý đến nữa. Chỉ cần không gây họa lớn, hắn sẽ không quản, mặc bọn họ lăn lộn, tốt nhất lăn lộn xong tất cả thế lực cổ xưa ở phương Tây thì càng tốt. Lần này Dương Bách Xuyên không vội ra ngoài, sau khi cất giấu hơi thở của mình, ở trong đám người hắn chỉ là người bình thường. Cũng thay đổi bề ngoài của mình, bởi vì đầu bạc quá chói mắt. Dọc đường đi hắn muốn đi xem lại chốn cũ, du lịch hồng trần cũng là tu hành. Trạm đầu tiên hắn đi đến đại học hắn từng học ở Cố Đô, đáng tiếc hiện tại đã không còn, thành thị Trí Tuệ thành lập, rất nhiều nơi đã thay đổi, di rời, cải tạo, chỉ có thể biết vị trí tổng quan, nhớ lại một chút. Cảm thán một chút, Dương Bách Xuyên biến mất, xuất hiện ở công viên sinh thái Cố Đô năm đó. Dương Bách Xuyên rất mừng khi công viên vẫn giữ lại một phần, nơi này vẫn là công viên, cái hồ năm đó thay đổi vận mệnh của hắn vẫn còn. Còn các kiến trúc khác đã trở thành sản vật của thời đại mới. Dương Bách Xuyên đứng bên hồ, nhìn người đến người đi, suy nghĩ bay loạn. Hắn nhớ năm đó ở bên hồ, bạn gái và cô út của cô ta ghét bỏ hắn nghèo. Nhớ đến năm đó nhảy vào hồ cứu vượng tử, nhớ lại hình ảnh Triệu Nam hô hấp nhân tạo cứu hắn, cũng nhớ lại sau khi sự thay đổi sau khi chạm vào hồ Càn Khôn, âm thanh của sư phụ vang lên trong đầu dọa hắn hoảng sợ, tưởng gặp phải quỷ. Ký ức mấy trăm năm xẹt qua trong đầu như điện ảnh. Đây là một phần cuộc đời của hắn, cũng là một đợt lễ tẩy rửa đạo tâm cho hắn. Trong vô thức, đạo tâm của Dương Bách Xuyên tĩnh lại, tâm linh và đầu óc như tiến vào trạng thái kỳ ảo. Vô cùng bình tĩnh. Đột nhiên nguyên thần của Dương Bách Xuyên chấn động, sau đó hắn mỉm cười. Cảnh giới không nhúc nhích vài thập niên đã đột phá lên phi thăng trung kỳ. Mặc dù chỉ là cảnh giới, không phải pháp lực tăng lên, nhưng hắn đã bước ra một bước lớn. Bởi vì hắn biết tu luyện càng cao, đặc biệt là giai đoạn cảnh giới phi thăng, muốn tăng lên một tiểu cảnh giới thì cực kỳ khó khăn. Cho dù là thiên tài,
tu luyện đến cảnh giới phi thăng cũng phải mài giũa đạo tâm mới có thể tăng lên tu vi. Cảnh giới đột phá trước, pháp lực tu vi mới có thể tăng lên. Cảnh giới của hắn đã đạt đến phi thăng trung kỳ, tu vi pháp lực tăng lên chỉ là vấn đề thời gian. Có thể làm cảnh giới tăng lên một bước, đạt đến trung kỳ, lần này trở về địa cầu, hắn đã thu hoạch được một món quà lớn. Sau cảnh giới phi thăng còn có tiểu cảnh giới hậu kỳ và đại viên mãn, cần phải có cơ duyên mới có thể đột phá, có khi sẽ mất trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm hoặc lâu hơn mới có thể hiểu được ánh sáng tiếp dẫn, chân chính phi thăng thành tiên. Bước cuối cùng rất khó, làm khó chín phần người tu tiên. Có vô số thiên tài kẹt ở cảnh giới phi thăng, không thành tiên được. Hôm nay cảnh giới của Dương Bách Xuyên tăng lên làm hắn rất vui mừng. Sau khi cảnh giới tăng lên phi thăng trung kỳ, Dương Bách Xuyên cũng rời khỏi cố đô, đi thẳng đến Đông Hải. Lần này hắn đi xe bay đường dài, lần này Âu Dương Nhạc Nhạc đã làm hộ tịch cho hắn và Mai Tỷ, Trịnh Bân Bân. Lúc bước lên xe phải ra quét mặt người mới có thể lên, hệ thống sẽ trừ phí dụng từ tài khoản hộ tịch của hắn. Dương Bách Xuyên biết Âu Dương Nhạc Nhạc làm hộ tịch cho hắn đã chói định một chiếc thẻ tài chính quốc tế vô hạn. Về tiêu phí, chỉ cần xác định số tiền cần tiêu là được, trước khi lên xe trí năng sẽ giả quét tin tức, Dương Bách Xuyên chỉ cần ấn vân tay xác định là được. Bây giờ xe bay đường dài đã đạt đến trình độ vạn dặm một giờ, từ Tây Bắc đến Phương Nam chỉ mất gần nửa tiếng. Khoa học kỹ thuật phát triển làm Dương Bách Xuyên cảm thấy líu lưỡi. Hắn nghĩ có lẽ lần sau hắn trở về, nếu địa cầu còn, có khi nhân loại trên địa cầu đã có thể xuyên qua tinh tế. Thực sự hiện tại Cửu Châu mới là trung tâm thế giới, tất cả công nghệ cao, ví dụ như kỹ thuật xe bay vạn dặm một giờ đều là sản vật của Cửu Châu, cũng là sản vật của tập đoàn Vân Kỳ. Dương Bách Xuyên phải cảm thán trí tuệ của nhân loại địa cầu, có thể đạt đến cấp bậc kỹ thuật này, quá ghê gớm. Trong vô số tinh cầu vũ trụ, Dương Bách Xuyên tin tưởng có lẽ cũng có văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng không biết so với địa cầu thì sao. Trong lòng nghĩ thầm sau này phải lưu ý một chút. Nếu thực sự có văn minh khoa học kỹ thuật vượt xa địa cầu, chỉ cần có trợ giúp cho Cửu Châu địa cầu thì hắn sẽ đi xem. Dương Bách Xuyên nghĩ chắc sẽ có ngày địa cầu sẽ phát triển đến mức kết hợp tu chân và khoa học kỹ thuật, hiện tại đã tồn tại gen, nhưng đối với người thường, tu chân quá kinh thiên, cũng không có ý thức đi thúc đẩy nên mới không xuất hiện. Dương Bách Xuyên nghĩ nếu hiện tại toàn diện mở ra văn minh tu chân, đối với địa cầu chưa chắc là tốt, cũng không hy vọng bởi vì tu chân mà phá hủy nguyên tố địa cầu. Sau này địa cầu có thể phát triển thành văn minh tu chân khoa học kỹ thuật hay không, thuận theo tự nhiên đi. Sau khi đến Phương Nam, Dương Bách Xuyên chậm rãi tản bộ đi về phía Đông Hải. Dù sao cũng rảnh, hắn cũng muốn ngắm nhìn đô thị trí tuệ. Sau 3 ngày hắn cũng có hiểu biết nhất định về đô thị trí tuệ, dọc đường đi hắn mua sắm rất nhiều đồ dùng sinh hoạt có thể mang đi tu chân giới, cũng không quên mua quà cho các cô vợ. Trong 3 ngày Dương Bách Xuyên chỉ đi mua sắm. Đồ vật chất thành núi trong không gian hồ Càn Khôn hắn mới bỏ qua. Ngày thứ tư đi đến Đông Hải, cũng là vị trí trong trí nhớ của Felix Hill. Hắn chui vào biển rộng, lặn xuống biển sâu. Dù khoa học kỹ thuật tiến bộ như thế nào, Hải Dương vẫn là thế giới thần bí nhất địa cầu. Dương Bách Xuyên tin tưởng trong biển sâu không chỉ có mỗi di tích cổ ở Đông Hải, có khi sâu hơn còn tồn tại vài nơi thần bí. Dương Bách Xuyên vận chuyển chân nguyên. Tốc độ còn nhanh hơn cả cá, sau nửa tiếng hắn cảm nhận được sự dao động của linh khí cường đại. Lặn tiếp khoảng 7-8 cây số, hắn nhìn thấy giải đá ngầm dưới đáy biển, quy mô không nhỏ. Giải đá ngầm này lớn nhỏ không quy luật, nhìn từ trên nơi này giống như một rừng núi đá dưới đáy biển. Dao động linh lực cũng truyền đến từ nơi này. Bây giờ Dương Bách Xuyên có thực lực mạnh mẽ, gan cũng to lớn. Hắn chui đầu vào trong đống núi đá. Rẽ trái rẽ phải đi về phía trước. Vạn mét dưới biển sâu tối đen không có ánh sáng, hơn nữa chui vào trong động đá ngầm, nhìn bằng mắt thường, cho dù là mắt tu sĩ cũng duỗi tay không thấy năm ngón, lúc này Dương Bách Xuyên nhìn đường bằng thần thức nên cũng không ảnh hưởng gì. Dọc đường đi, sự dao động linh khí càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra một nơi đặc biệt. Không ngờ dưới đáy biển sâu như vậy còn tồn tại một kiến trúc. Hắn phát hiện cánh cửa vào động phủ dưới núi đá. Trên cửa lớn có điêu khắc, vừa nhìn đã biết là kiến trúc phương Đông. Trên cửa đá mọc đầy dây đằng nhìn như hải tảo, Dương Bách Xuyên nhanh chóng đi đến. Chui ra khỏi động tối, đi đến nơi bằng phẳng, xung quanh đều là ám thạch,
phía trước là cửa đá động phủ. Nơi này khoảng 100 mét vuông, giống như đại viện. Dương Bách Xuyên cảm nhận được trên cửa đá có trận pháp, nhưng có lẽ do thời gian quá xa xăm, lực lượng bảo vệ trận pháp không quá cường đại, hắn có thể phá vỡ. Vung tay lên lột ra hải tảo, cũng lộ ra gương mặt thật của cửa đá. Trên cửa đá là bốn chữ to rất cổ xưa, còn là chữ thượng cổ ở tu chân giới. Bốn chữ đó là động phủ của Thủy Nguyên Tiên Đế. Bốn chữ to này làm Dương Bách Xuyên chấn động. Đây là lần thứ hai hắn tiếp xúc đến di tích tiên nhân, nói đúng hơn lần đầu là hoa viên của Lam Tâm Tiên Vương, hơn nữa Lam Tâm là tiên vương. Bây giờ lại toát ra một động phủ cấp tiên đế. Điều này làm Dương Bách Xuyên cảm thấy chấn động mạnh. Mặc dù không biết cấp bậc tu luyện trên tiên giới, nhưng chắc chắn tiên đế cao hơn tiên vương. Thủy Nguyên Tiên Đế. Đây là động phủ của một tiên đế. Có nên đi vào hay không? Dương Bách Xuyên bắt đầu do dự. Động phủ tiên đế sợ không dễ vào. Lần trước ở hoa viên của Lam Tâm Tiên Vương suýt nữa chết. Lần này lại xuất hiện một động phủ tiên đế làm Dương Bách Xuyên cảm thấy sởn da gà. Động phủ cấp tiên đế không biết đã ở đây bao lâu, nhưng cũng chứng minh có lẽ thật lâu trước kia trên địa cầu từng tồn tại văn minh tu chân, cấp bậc còn cực kỳ cao, bởi vì ở đây có động phủ tiên đế. Có nên đi vào hay không? Vào hay không vào, Dương Bách Xuyên đang cảm thấy quá khó khăn. Đi vào, hắn sợ động phủ tiên đế này là cái hố, còn chưa biết Thủy Nguyên Tiên Đế này là người hay yêu. Không vào, đã đến cửa, còn là động phủ tiên đế, dụ hoặc rất lớn. Do dự mãi, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đưa ra quyết định, đi vào. Đây là động phủ cấp tiên đế, không vào hắn sẽ rất rối rắm, đây không phải chuyện tốt cho việc tu hành, sẽ nhớ mãi trong lòng, chả nhẽ lại giả vờ chưa đến. Cũng không thể xóa bỏ ký ức của bản thân, đây là chuyện không có khả năng. Cho nên hắn cắn răng quyết định đi vào, ngược lại cái này động phủ đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, rõ ràng không có sinh linh tồn tại. Có lẽ sẽ không có nguy hiểm. Một nguyên nhân khác làm Dương Bách Xuyên quyết định đi vào là vì hắn cảm nhận được, mặc dù trên cửa đá có trận pháp bảo hộ, còn là trận pháp cổ xưa, nhưng qua bao năm tháng, sức mạnh của trận pháp này đã rất yếu, thậm chí có dấu hiệu sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân linh khí tràn ra bị tu sĩ cảm nhận được. Mỗi một trận pháp muốn vận chuyển được cần phải có lực lượng chống đỡ, bây giờ lực lượng của trận pháp sắp hao hết, hắn có thể phá vỡ trận pháp dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn định vào xem như thế nào. Vận chuyển chân nguyên đánh mạnh lên trận pháp trên cửa đá. Ầm đùng. Sau tiếng nổ, linh khí tản ra bốn phía, Dương Bách Xuyên không nhịn được lùi về sau. Nhưng đã phá được trận pháp bảo hộ. Dương Bách Xuyên hít sâu, đánh một chưởng lên cửa đá. Sau đó cửa đá chậm rãi mở ra. Bên trong có vầng sáng xanh thẳm nhàn nhạt chiếu xạ ra, ánh sáng ở chỗ càng sâu thì càng chói mắt. Giống như có bảo vật gì đó. Linh khí không ngừng chảy từ trong ra ngoài. Trong sơn động cao hơn 3 mét, Dương Bách Xuyên đi vào cũng chưa phát hiện gì nguy hiểm, vung tay lên bày kết giới, phòng ngừa linh khí tản ra kéo theo phiền phức không cần thiết, lúc này hắn mới đi vào sâu trong động. Sự dao động của nguồn linh khí mạnh mẽ khiến tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch. Hắn biết, nếu linh khí dao động thế này thì bên trong động phủ ắt sẽ có bảo vật hay sự tồn tại hùng mạnh nào đó. Hiện tại không ai dám chắc liệu sẽ có sinh linh nào xuất hiện trong động phủ tiên đế hay không. Khi đi vào bên trong, thật ra Dương Bách Xuyên cũng có chút lo lắng đề phòng, dù sao đây cũng là động phủ của tiên đế, không phải chuyện đùa. Cho dù điều ngược lại có thể xảy ra thì rủi ro lớn luôn đi kèm với cơ hội lớn, vì vậy Dương Bách Xuyên cũng không quá tính toán chi li nữa. Sau khi hoàn toàn bước vào sơn động, hắn thực sự cảm nhận được sự tồn tại của một luồng sức mạnh vô hình. Song, sức mạnh này không hề tấn công ai mà dường như nó chỉ được dùng để ngăn cách nước biển thôi. Do đó, khi Dương Bách Xuyên tiến vào, động phủ không có chút nước biển nào, nó không ẩm ướt như trong tưởng tượng mà trái lại còn vô cùng khô ráo. Sạch sẽ, không có lấy một chút bụi bặm nào. Dương Bách Xuyên biết vì có trận pháp bảo vệ nên môi trường của nơi này mới được giữ gìn như thế. Lối đi trong hang rộng chừng 3 mét có lẽ, thoạt nhìn vô cùng hoàn chỉnh, hoàn toàn là do nhân công chuyên tâm mở ra. Địa thế có cao có thấp, nhưng ở những nơi chênh lệch về độ cao đều có bậc thang, từng bước một, khiến những người dạo qua lối đi này cảm thấy nơi đây vốn luôn bằng phẳng. Toàn bộ động phủ đều là do khoét núi mà thành. Chất đá có màu xanh biếc,
cộng thêm ánh sáng trong xanh chiếu rọi vào sâu nên bên trong hang không hề u ám tối tăm mà Dương Bách Xuyên ngược lại còn có cảm giác mình đang bước vào một con đường cổ tích vậy. Dương Bách Xuyên đi tiếp, tâm trạng vừa có chút thấp thỏm lại có phần mong đợi, tò mò. Mới đầu, hắn cũng đã thử sử dụng thần thức để thăm dò tình hình ở nơi này, nhưng sau khi đi vào hắn lại phát hiện vốn không thể dùng thần thức ở đây. Vì vậy, hắn chỉ có thể từ từ đi sâu vào trong hang. Không cần sốt ruột, đằng nào cũng vào rồi. Dù sao đây cũng là động phủ của Thủy Nguyên Tiên Đế, cứ giữ thái độ kính nể thì tốt hơn. Đi một bước nhìn một bước, phải thật thận trọng. Khi mới bắt đầu vào hang, Dương Bách Xuyên không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, nhưng qua mấy phút sau, hắn mới nhận thấy điểm khác thường ở nơi này. Hắn phát hiện hai bên sơn động dần dần xuất hiện một vài hoa văn hay biểu tượng văn hóa gì đó. Tuy nhiên, chúng thực sự quá trừu tượng, nhìn mà chẳng hiểu ý nghĩa là gì. Dương Bách Xuyên biết những hình vẽ bên trong hang nhất định sẽ giúp ích cho quá trình tìm hiểu động phủ Thủy Nguyên Tiên Đế, vì thế hắn bèn cầu xin Hắc Liên giúp đỡ. Hiện tại hắn chỉ có một thân một mình, lão đầu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, chỉ còn Hắc Liên là nói chuyện được thôi. May nhờ có Hắc Liên giúp đỡ trong những lúc gặp nguy nan, Dương Bách Xuyên cảm thấy bản thân hết sức hạnh phúc, con đường tu chân cũng có nhiều lối tắt người khác. Mặc dù Hắc Liên vẫn đang ở trong quá trình hồi phục sau quá trình niết bàn lượng tử liên tử đệ nhất của Hồng Hoang nhưng nó vẫn có kiến thức và thần hồn hùng mạnh, thực sự bất phàm. Hắc Liên, người có biết ý nghĩa của các hình vẽ ở nơi này không? Dương Bách Xuyên thầm hỏi Hắc Liên trong lòng. Dương Bách Xuyên cảm nhận được thức hải đang dao động, hắn biết là Hắc Liên xuất hiện. Quả nhiên, hắn lập tức nghe thấy giọng của Hắc Liên, vẫn là âm thanh máy móc không có chút tình cảm nào. Hình vẽ ở chỗ này là các hoa văn và chữ viết từ thời thượng cổ, chúng giải thích về hành trình tu hành cả đời của tiên đế. Ngươi đi về phía trước đi, để ta nhìn xem. Được, nhưng ngươi có thể cảm nhận xem sư phụ liệu có gặp nguy hiểm hay không. Thần thức của Dương Bách Xuyên không thể nhìn ra tình hình bên trong, hắn đành hỏi Hắc Liên. Không biết, ở chỗ này sức mạnh thần thức của ta cũng bị hạn chế, nhưng ngươi cẩn thận vẫn hơn. Hắc Liên đáp. Dương Bách Xuyên gật đầu. Không hỏi nhiều nữa, tiếp tục tiến về phía trước. Động phủ này đúng là không giống chỗ khác, việc thần hồn của Hắc Liên bị chế ngự cũng chứng tỏ nơi này không hề bình thường. Khi Dương Bách Xuyên tiến lên phía trước, Hắc Liên sẽ kể lại nội dung của những hình vẽ đó cho hắn nghe. Theo tin tức có được, tên nhóc này lại là tu sĩ có nhục thể không tệ, quan trọng là trong biển ý thức của hắn còn có một thần hồn mạnh mẽ, chẳng khác nào làm điểm tâm cho Thủy Nguyên. Tiếp theo. Sức mạnh của Thủy Chi Căn Nguyên chợt cắn nuốt sức mạnh trong người Dương Bách Xuyên, hơn nữa còn cắn nuốt thần hồn trong biển ý thức của hắn, nháy mắt khiến hắn trở nên uể oải. Nhưng lúc Thủy Nguyên mừng thầm, thì đột nhiên xuất hiện một sức mạnh mạnh mẽ khác, nháy mắt đã ngăn chặn ông ta cắn nuốt sức mạnh của Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó lại có một thần hồn xuất hiện tiếp quản thân thể của Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, hình như đó còn là khí tức tiên hồn giống ông ta. Ngoài ra, trên cánh tay của Dương Bách Xuyên nổi lên ánh sáng vàng, sức mạnh kia khiến ông ta cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Thủy Nguyên Tiên Đế không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thông qua đối thoại thăm dò đối phương, xem rốt cuộc là tình huống gì. Ngoài miệng nói hùng hồn, thực chất trong lòng hơi nhột, rất kinh ngạc vì trong người Dương Bách Xuyên lại tồn tại hai ý thức thần hồn. Ý thức trong biển ý thức kia hơi yếu, nhưng cũng không kém cạnh, nếu như đối nghịch với thần hồn độc lập. Thủy Nguyên cảm thấy không nắm chắc, thế nhưng Thủy Chi Căn Nguyên chính là chỗ dựa lớn nhất của ông ta vẫn dễ dàng áp chế. Tiếng nói già nua này chắc là xuất hiện từ trên cánh tay của Dương Bách Xuyên. Hai thần hồn mạnh mẽ, một bảo vệ biển ý thức, một tồn tại ở nhục thể, điều này khiến trong lòng Thủy Nguyên Tiên Đế trở nên thay đổi thất thường. Quan trọng là ánh sáng vàng trên cánh tay Dương Bách Xuyên thật sự khiến Thủy Nguyên Tiên Đế cảm thấy bị uy hiếp. Chấm. Vân Thiên Tà là nhân vật cấp bậc nào, sao có thể không nhìn ra Thủy Chi Căn Nguyên này đang chột dạ, ông cười ha ha nói, bổn tôn quả thật là tàn hồn, nhưng lại là tồn tại thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong, sánh ngang tồn tại tiên tôn. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là một tàn hồn tiên đế thôi. Mặc dù ngươi có Thủy Chi Căn Nguyên bảo vệ để dựa dẫm, nếu là tình huống bình thường, quả thật bổn tôn có thể không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi lại sai ở chỗ đụng phải bổn tôn. Có một thứ đủ để khiến ngươi hồn bay phách tán, bây giờ bổn tôn sẽ cho ngươi cảm nhận hậu quả dám có ý đồ với đồ đệ của bổn tôn. Cái gì, thập nhị kiếp tán tiên?
Tiên hồn của Thủy Nguyên Tiên Đế kinh ngạc kêu lên. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy đối phương hừ lạnh, trên cánh tay lập tức lấp lóe ánh sáng vàng sáng chói, cuốn về phía ông ta hoặc nói là thủy chi căn nguyên của ông ta. Sau đó tiên hồn của Thủy Nguyên Tiên Đế sợ hãi phát hiện ra tiên hồn của ông ta không tự chủ bay ra khỏi thủy chi căn nguyên, bị lực lượng màu vàng chiếu sáng kéo xé, cảm nhận đau đớn chia năm xẻ bảy, khiến ông ta bắt đầu kêu thảm thiết. A a a. Dưới ánh sáng vàng chiếu rọi này, ông ta hoàn toàn không có sức phản kháng. Thủy Nguyên Tiên Đế biết không thể làm gì nữa, ông ta phát hiện lực tiên hồn của bản thân đang bị ánh sáng vàng nhanh chóng cắn nuốt. Dưới tình huống như vậy, oán khí trong lòng Thủy Nguyên bộc phát, ông ta tự phong ấn dần dần nuôi dưỡng mấy chục vạn năm, sắp sửa niết bàn, bây giờ lại phải đối mặt với cục diện hồn bay phách tán. Ông ta lập tức gào to, dù có chết, bổn đế cũng phải kéo ngươi theo. Sau tiếng giống giận, mí mắt Vân Thiên Tà chợt giật một cái, trong lòng thầm nói không ổn, nhưng lại phát hiện Thủy Nguyên bỗng chốc dẫn động sức mạnh Thủy Nguyên khủng bố trong Thủy Chi Căn Nguyên. Đây là lực tiên thiên chân chính, sức mạnh mạnh mẽ của nguồn gốc Thủy Nguyên ngũ hành. Cho dù là ông cũng không dám chạm vào, thế nhưng Thủy Nguyên lại dùng tới sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của Thủy Chi Căn Nguyên vào lúc chó cùng dứt dậu. Giây phút này, Vân Thiên Tà biết tốt nhất ông nên trốn về Bình Càn Khôn, nhưng nếu ông làm như vậy, thì nhục thể của đồ đệ Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ bị sức mạnh của Thủy Chi Căn Nguyên ảnh hưởng, không chừng sẽ hủy hoại nhục thể. Là sư phụ của Dương Bách Xuyên, ông biết giờ bản thân không thể trốn tránh, không thể không lo cho nhục thể của đồ đệ. Trong lòng ông lẩm bẩm tự nói, thằng nhóc thối, vi sư bị con hại thảm rồi. Dứt lời, toàn thân Dương Bách Xuyên bùng lên ánh sáng vàng, nháy mắt đã hoàn toàn biến thành một kim đan bao bọc thân thể ở bên trong. Quỳnh! Ngay sau đó, Thủy Nguyên Tiên Đế dẫn động sức mạnh Thủy Chi Căn Nguyên hoàn toàn bùng nổ, giây phút này bản thân ông ta cũng hồn bay phách tán. Sức mạnh mạnh mẽ phá hủy tất cả sơn động biến thành bụi phấn. Tất cả mọi thứ của động phủ này đều bị phá hủy thành tro, không còn trận pháp, động phủ biến mất, nước biển ùa đến, nhưng sức mạnh mạnh mẽ đã khiến nước biển sinh ra vòng xoáy ngầm. Ánh sáng vàng bảo vệ Dương Bách Xuyên cũng vỡ vụn, cơ thể bị cuốn vào trong vòng xoáy nước biển. Đồng thời còn có một hạt châu màu xanh biếc cũng bị cuốn theo cơ thể Dương Bách Xuyên, chính là Thủy Chi Căn Nguyên, tất cả đều biến mất trong vòng xoáy nước biển, lại không biết sẽ bị cuốn đi đâu. Biển Hoa Đông là một trong ba vùng ven biển lớn của Trung Quốc, là hải vực nhiều hòn đảo nhất, từ bờ khẩu Bắc Trường Giang Trung Quốc đến đảo Jeju Hàn Quốc, tiếp giáp Hoàng Hải. Phía đông bắc lấy tuyến đảo Jeju, đảo Goto, Nagasaki làm biên giới. Phía nam lấy tuyến đảo Nam Áo Quảng Đông đến cực nam đảo chính Đài Loan làm biên giới, phía đông đến quần đảo Ryukyu đảo quốc. Ngày xưa, trong những hải đảo này có rất nhiều ngư dân sinh sống, nhưng theo thời đại biến đổi, dân số tập trung hóa phát triển và sự bảo vệ môi trường sinh thái biển, nên rất nhiều hải đảo đã bị bỏ hoang. Ngoài hải đảo khá lớn được phát triển thành cảnh điểm du lịch ra, một số đảo nhỏ về cơ bản đều không có người ở nữa. Nhưng ở chỗ tiếp giáp của biển Hoa Đông và Hàn Quốc có một hòn đảo diện tích không to không nhỏ, lại vẫn có người sinh sống. Hòn đảo này tên là Mộng Đảo, thôn trên đảo tên là thôn Mộng Đảo, lúc trước là thôn nhỏ có hơn 60 hộ gia đình sinh sống. Bây giờ thôn Mộng Đảo lại chưa tới 10 hộ, chỉ có 7-8 hộ rải rác. Thanh niên trai tráng hầu như đều chuyển đến thành phố nội địa, người ở lại đa số là người già đã sống ở đây cả đời không muốn rời đi với con cái. Rời xa đô thị lớn ồn ào, cũng được yên tĩnh. Khí hậu trên đảo dễ chịu, có khu rừng hải đảo lớn, phong cảnh đẹp đẽ, cộng thêm có rất ít người đến đây, nên cũng là chốn thế ngoại đảo viên. Trên Mộng Đảo có đất trồng trọt, ven biển có hải sản phong phú, ngư dân có thể tự cung tự cấp, bình thường còn có thể dựa vào hải sản để đổi chút tiền tài. Mỗi tháng nơi này sẽ có tàu buôn nhỏ lên đảo thu hải sản đã gia công của ngư dân, có tàu đến từ Trung Quốc, cũng có tàu đến từ Hàn Quốc. Chấm. Lúc mặt trời vừa mọc, phong cảnh trên Mộng Đảo là đẹp nhất, mặt trời xa xôi sẽ chiếu lên nước biển tỏa ra vô số màu sắc rực rỡ, tựa như ảo mộng. Một ngày đánh bắt mưu sinh của ngư dân cũng bắt đầu. Lúc này, ven biển phía đông Mộng Đảo, một thiếu niên trông khoảng 15-16 tuổi, người mặc áo phông trắng bó sát và quần đùi bò, chân trần ngâm trong nước biển, trong tay kéo lưới đánh cá. Da thiếu niên ngăm đen, nhưng màu đồng cổ hơi đen, vừa nhìn đã biết là làn da bị phơi đen, tay chân hắn lanh lẹ, vô cùng linh hoạt ở chỗ nước cạn, tung lưới cá. Bỗng chốc,
cậu ấy lại kinh ngạc kêu lên, a. À. Lúc tung lưới, cậu ấy cảm thấy đụng phải thứ yếu ớt gì đó, vừa quay đầu thì phát hiện có người, đang ngâm trong nước biển. Ngay sau đó, sắc mặt thiếu niên thay đổi, sợ hãi co chân bỏ chạy, trong miệng phát ra tiếng A3A3. Ở đầu khác của bờ biển, một cô gái khoảng 20 tuổi đang nhặt vỏ sò trên bãi biển, vỏ sò này hình như có thể gia công thành đồ trang sức, cũng là một nguồn thu nhập. Da cô ấy cũng hơi đen, nhưng trông là màu da rất khỏe mạnh, đôi mắt to đen nháy sáng ngời dưới hai mí mắt, ngũ quan thanh tú, nếu không phải do da màu đen, thì trông cô không giống ngư dân của thôn Mộng Đảo. A3A3. Nguyên Tranh đang nhặt vỏ sò, sắc mặt bỗng thay đổi, ngẩng phát đầu lên nhìn, thấy em trai Nguyên Bảo hoảng hốt chạy tới, trông rất gấp gáp. Nguyên Tranh biết em trai câm điếc bẩm sinh, nhưng lại vô cùng thông minh, biết làm rất nhiều. Cô ấy cũng biết em trai này bình thường hướng nội, nhát gan, trông cậu ấy chạy như điên tới, cô ấy đã biết là gặp chuyện gì đó rồi. Mấy năm trước, cha mẹ qua đời sau khi ra biển, cô ấy và em trai sống nương tựa vào nhau, nên cô ấy thương yêu em trai nhất, Nguyên Tranh không hy vọng em trai xảy ra chuyện gì. Cô ấy vội vàng đặt cái sọt xuống hỏi, A Bảo, đã xảy ra chuyện gì? Em sao vậy, có phải bị thương ở đâu rồi không? Nguyên Tranh chạy tới hỏi. Đánh giá xung quanh, không thấy trên người em trai bị thương gì, cô ấy mới thở phào trong lòng. A3A3A3. Em trai Nguyên Bảo kích động, miệng chỉ có thể phát ra âm thanh A3A3, nhưng lại đang dùng thủ ngữ để nói chuyện. Nhìn thủ ngữ của em trai, Nguyên Tranh trợn to mắt, nói, A Bảo, em nói trong biển có người. Tóc trắng và dài. A3A3, A Bảo gật đầu lia lịa. Là, người chết gà, Nguyên Tranh cũng hơi sợ, hỏi. A3A3, Nguyên Bảo không chắc chắn, nhưng lại kéo tay chị gái đi xem. Nguyên Tranh bị em trai kéo đi về phía người tóc trắng kia. Chấm. Bên bãi biển, Nguyên Tranh và em trai cẩn thận tới gần thanh niên tóc trắng. Phù. Sau khi kiểm tra, Nguyên Tranh thở phào nói, A Bảo, mau giúp chị đỡ hắn về đi, vẫn còn sống, chắc là bị đuối nước. A3, A Bảo gật đầu, hai chị em một trái một phải đỡ thanh niên tóc trắng về nhà. Hai người đều thật thà chất phác, hơn nữa Nguyên Tranh thấy thanh niên này ngoài tóc trắng dài đến vai ra, khuôn mặt và cách ăn mặc hình như là người của Tổ quốc. Cô ấy nghĩ cứu người quan trọng, nên đã đỡ hắn về thôn, ông cằn nhằn trong thôn biết y thuật. Người này không phải ai khác, mà chính là Dương Bách Xuyên. Sau chuyện động phủ Thủy Nguyên, động phủ sụp đổ khiến hắn bị cuốn vào vòng xoáy nước biển, rồi xuất hiện trên Mộng Đảo. Chấm. Trong nhà của Nguyên Tranh, thôn Mộng Đảo. Dương Bách Xuyên được chị em Nguyên Tranh đưa về nhà, mời bác sĩ đã nghỉ hưu duy nhất trong thôn đến kiểm tra. Ông cằn nhằn, hắn thế nào rồi? Nguyên Tranh hỏi. Thực ra 7, 8 hộ dân trong thôn đa số là người già, cộng lại cũng chưa tới 15 người. Ông cằn nhằn coi như là một bác sĩ kiêm trưởng thôn. Chị em Nguyên Tranh lại là hai người thanh niên duy nhất trong thôn, rất được người già trong thôn yêu thích. Ông cằn nhằn này lại là người lớn lên cùng ông nội của Nguyên Tranh. Ông coi chị em Nguyên Tranh như cháu ruột của mình vậy. Lúc ông còn trẻ từng kết hôn, nhưng vợ lại phản bội ông, sau khi ly hôn ông không tìm người khác nữa, đến giờ vẫn chưa có con. Nghe Nguyên Tranh hỏi, ông cằn nhằn nói, Tranh Nhi, người này mạch đập dồi dào, hô hấp đều đặn, còn tốt hơn thân thể của người bình thường, ông tin hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Xem ra cũng là một nhà thám hiểm, sao người trẻ tuổi bây giờ đều thích lặn xuống biển sâu, thám hiểm đảo hoang. Đúng là không coi mạng của mình ra gì, đun cho hắn một bát cháo đi. Nghe ông cằn nhằn nói không sao, Nguyên Tranh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông cằn nhằn, vậy cháu đi báo cảnh sát, hỏi xem có nhà thám hiểm mất tích không, đừng để người trong nhà sốt ruột. Nguyên Tranh vừa nói vừa định đi gọi điện thoại. Cũng không vội, lát nữa ông đi cho, cháu ngồi xuống đây ông có chuyện muốn nói. Ông cằn nhằn nói với Nguyên Tranh. Nguyên Tranh và em trai nhìn nhau. Đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, biết ngay ông cằn nhằn lại bắt đầu cằn nhằn rồi. Nhưng bọn họ cũng biết thực ra mỗi lần ông cụ đều suy nghĩ cho hai chị em, bọn họ cũng chỉ biết nghe. Khi nào cháu đến nội địa thế, ông đã liên lạc cho cháu rồi, qua đó có thể làm việc, cháu còn trẻ vậy không thể ở trên đảo cả đời đúng không? Ông cằn nhằn nhìn Nguyên Tranh. Nguyên Tranh lại nhìn em trai Nguyên Bảo, nói, A Bảo ra bờ biển xem lưới cá có cá không, mang hai con qua đây. Hầm canh cá tẩm bổ cho tóc trắng. A3 tương đương A Bảo rất nghe lời của Nguyên Tranh,
cậu ấy đáp rồi đi ra ngoài, nhưng không biết thực ra là chị gái cố ý dụ cậu ấy đi. Đợi sau khi em trai rời đi, Nguyên Tranh thở dài nói, ông cằn nhằn, ông không cần khuyên cháu nữa, cháu sẽ không rời khỏi đảo. A Bảo câm điếc, sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, người làm chị như cháu không thể để A Bảo chịu ấm ức. Chuyện 5 năm trước, cháu không hy vọng nó xảy ra lần nữa, ở lại trên đảo rất tốt, cháu có thể dựa vào năng lực của bản thân để nuôi A Bảo. Hơn nữa, cháu mà đi, ông và ông bà khác đều lớn tuổi rồi cũng không có người chăm sóc. Ai, ý của ông là cháu dẫn A Bảo đi cùng. Cháu yên tâm, chuyện 5 năm trước sẽ không xảy ra nữa đâu, hơn nữa bây giờ A Bảo lớn rồi, nó chỉ là không biết nói chuyện thôi, nó rất thông minh hiểu chuyện, chính sách quốc gia tốt, cũng có trường chuyên cho người câm điếc. Ông cằn nhằn định nói tiếp, nhưng lại bị Nguyên Tranh ngắt lời, ông cằn nhằn, ông không cần khuyên cháu nữa, cháu đã quyết định sẽ không rời khỏi đảo, cũng sẽ không để A Bảo sống một mình. 5 năm trước A Bảo 10 tuổi, cũng là năm cha mẹ ra biển gặp nạn, khi đó Nguyên Tranh còn đang đi học, cô ấy lo cho em trai nên dẫn em trai đi học ở nội địa. Nhưng A Bảo câm điếc bẩm sinh, sau khi bị bạn học cười nhạo bắt nạt, tính cách cậu ấy trở nên trầm lắng thậm chí hơi tự kỷ, cho nên vì chăm sóc em trai, Nguyên Tranh trực tiếp trở về đảo, dứt khoát rời khỏi thành phố ồn ào. Sau khi về đảo, em trai A Bảo cuối cùng cũng dần tươi cười trở lại, điều này càng khiến Nguyên Bảo hạ quyết tâm, sống ở trên đảo chăm sóc em trai, rất nhiều người đều khuyên cô ấy cũng chỉ cười cười. Ông cằn nhằn sốt ruột nói, nhưng mà, cháu cũng phải lấy chồng. Mặt Nguyên Tranh chợt đỏ lên, không nói chuyện. Khụ khụ. Lúc này có tiếng ho khan vang lên, thanh niên tóc trắng trên giường mở mắt ra. Nguyên Tranh và ông cằn nhằn ghé tới. Người trẻ tuổi, cậu tỉnh rồi à? Cậu tên là gì, người ở đâu? Ông cằn nhằn trực tiếp hỏi. Các người là ai? Tôi lại là ai? À, đầu tôi đau, thanh niên tóc trắng đau khổ, ôm đầu. Đầu thôn Mộng Đảo, một thanh niên tóc bạc đang ngồi trên bờ cát nhìn biển rộng thất thần suy nghĩ. Sau khi tỉnh lại hắn không nhớ nổi chính mình là ai. Tên là gì, đến từ đâu, chỉ biết hắn bị hai chị em Nguyên Tranh và Nguyên Bảo cứu ở bờ biển, không nhớ nổi gì cả. Cho nên hắn rất buồn rầu, mỗi lần hắn cố nhớ chính mình là ai đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Đi vào thôn Mộng Đảo 5 ngày, hắn thích nhất ngồi ở bờ cát nhìn biển rộng. A ba. Quay đầu thì thấy chị em Nguyên Bảo và Nguyên Tranh đi đến. Nguyên Tranh nhìn thấy thanh niên tóc bạc, mỉm cười nói, Bạch Thanh, đi ăn cơm. Bọn họ cũng không biết thanh niên tóc bạc tên là gì, đến từ đâu, cho nên Nguyên Thanh đặt tên cho hắn là Bạch Thanh vì mái tóc bạc này. Nguyên Bảo có chút tự kỷ, nhưng lại rất thân thiết với Bạch Thanh. Vừa kêu A Ba vừa chạy đến Bạch Thanh. Bạch Thanh mỉm cười sờ đầu A Bảo, gật đầu chào hỏi Nguyên Tranh, Nguyên Tranh. Nắm tay A Bảo, một trái một phải đi vào trong thôn. Chấm. Hôm nay ông già cằn nhằn đến nhà Nguyên Tranh, gọi điện cho căn cứ hải vực suốt 3 ngày nhưng hôm nay căn cứ gọi điện đến nói gần đây không có nhà thám hiểm hoặc dân du lịch mất tích trên vùng biển này. Cho nên ông già cằn nhằn định nói tin này cho Nguyên Tranh, bước tiếp theo sẽ nghĩ cách đưa Bạch Thanh đi căn cứ hải vực, để quốc gia của hắn tìm kiếm người nhà giúp hắn. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, Bạch Thanh chính là người Cửu Châu, cùng tộc. Ông già cằn nhằn đi đến cửa nhà Nguyên Tranh thì nhìn thấy Nguyên Tranh và Bạch Thanh nắm tay A Bảo đi đến, từ xa nhìn lại bức tranh này làm ông già cằn nhằn ngẩn người. Chẳng phải bức tranh này là cảnh tượng mà ông mong chờ nhất sao? Ông và ông nội của Nguyên Tranh là anh em cùng lớn lên với nhau, ba mẹ của Nguyên Tranh trưởng thành dưới sự chứng kiến của ông, chị em Nguyên Tranh cũng vậy, ông coi chị em Nguyên Tranh như cháu gái cháu trai ruột của mình. Sau khi ba mẹ của Nguyên Tranh ra biển gặp nạn, mấy năm nay ông già cằn nhằn rất hy vọng được nhìn thấy Nguyên Tranh có một gia đình, tuổi thực của Nguyên Tranh đã 25, nhưng đến nay vẫn chưa có người bạn trai nào. Vấn đề lớn nhất là trên đảo không có thanh niên, lấy đâu ra cơ hội hẹn hò. Cho nên mấy năm nay ông già cằn nhằn vẫn luôn khuyên Nguyên Tranh đi đất liền, nhưng... Nguyên Tranh nói muốn chăm sóc em trai 15 tuổi nên không muốn rời đi. Bởi vì Nguyên Bảo câm điếc bẩm sinh. 5 năm trước đi học trên đất liền bị bạn bè cùng lứa cười nhạo, cộng thêm tin tức bè mẹ gặp nạn trên biển, bị kích thích nặng nên bị tự kỷ. Từ đó về sau Nguyên Tranh không học đại học, dẫn em trai về đảo chăm sóc em trai, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, nhưng đứa nhỏ Nguyên Tranh này cứng đầu, không muốn nhận sự trợ giúp của người già trong thôn, tự lực cánh sinh vớt cá tôm nhặt vỏ sò làm thủ công nuôi sống em trai.
Ông già cằn nhằn chứng kiến mọi chuyện nên rất đau lòng đứa nhỏ Nguyên Tranh này, mong ước lớn nhất của ông là được thấy Nguyên Tranh lập gia đình, lúc đó ông có thể yên tâm đi gặp ông bạn già. Đáng tiếc mấy năm nay Nguyên Tranh luôn từ chối, nói cô sẽ không đi đất liền, muốn chăm sóc Nguyên Bảo. Ông già cằn nhằn biết cô sợ Nguyên Bảo đi đất liền sẽ bị kỳ thị. Hiện tại ông già cằn nhằn thấy được hình ảnh giống như vợ chồng son dẫn theo con đi du lịch về nhà. Nói cũng kỳ lạ, Nguyên Bảo tự kỷ, ngoài chị gái của mình ra, không ai có thể làm Nguyên Bảo cười. Hiện tại Nguyên Bảo lại thân thiết nắm tay Bạch Thanh, vừa đi vừa nói chuyện, nở nụ cười tươi rói, Nguyên Tranh cũng mỉm cười, ba người vừa đi vừa cười. Cảnh tượng này làm ông già cằn nhằn cực kỳ vui mừng. Đột nhiên một suy nghĩ nảy lên trong đầu ông, dứt khoát che giấu Bạch Thanh, để hắn vĩnh viễn ở lại đảo, Nguyên Tranh và Nguyên Bảo cần một người chăm sóc, Nguyên Tranh cũng đã đến tuổi thành hôn, nếu tất cả có thể thực hiện sẽ là một chuyện vui lớn. Ông cằn nhằn, Nguyên Tranh chào hỏi, chạy chậm lại mở cửa, mời ông cằn nhằn vào nhà. Cháu chào ông cằn nhằn, Bạch Thanh cũng chào hỏi theo Nguyên Tranh. A ba, Nguyên Bảo cũng gọi theo. Mặc dù Nguyên Bảo chỉ có thể phát ra mấy âm thanh như vậy nhưng mọi người đều biết cậu muốn biểu đạt gì. Nguyên Bảo thật hiểu chuyện, ngoan. Ông cằn nhằn vui mừng nói, đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo chủ động chào hỏi. Bởi vì Bạch Thanh đến đảo sao? Nghĩ vậy ông càng kiên định cho rằng suy nghĩ lúc nãy của mình rất không tồi. Mấy người cười nói vào nhà, Nguyên Tranh đã làm xong một mâm đồ ăn lớn. Trong lúc ăn cơm, ông cằn nhằn không hề nói thêm một câu nào về thân phận của Bạch Thanh, cũng chưa nói cho người tìm kiếm nhà giúp Bạch Thanh, ba lớn một nhỏ vô cùng vui vẻ ăn bữa cơm. Chấm. Từ đó về sau Bạch Thanh bắt đầu giúp đỡ Nguyên Tranh làm việc, xuống biển bắt cá vớt tôm, vài ngày sau Bạch Thanh dứt khoát bảo Nguyên Tranh ở nhà dọn dẹp nhà cửa, không cần đi ra ngoài, hắn dẫn theo Nguyên Bảo là được. Một tháng sau, Bạch Thanh mang theo Nguyên Bảo hoàn toàn làm quen với cuộc sống ngư dân. Thu hoạch một ngày bằng 10 ngày lúc trước của chị em Nguyên Tranh. Nguyên Bảo và Nguyên Tranh phát hiện một ưu điểm rất lớn của Bạch Thanh, đó là Bạch Thanh có thể không cần mượn dùng công cụ nào lẻn xuống biển sâu, bắt giữ cá lớn. Trong một tháng, kho lạnh nhà Nguyên Tranh đã bị Bạch Thanh nhét đầy. Người trong thôn cũng vô cùng vừa lòng về Bạch Thanh, ấn tượng của người trong thôn về hắn là sức lực lớn, có thể nuôi sống người. Bạch Thanh vẫn luôn ở nhà Nguyên Tranh, hàng ngày Nguyên Tranh nấu cơm giặt giũ. Bạch Thanh mang theo Nguyên Bảo đi ra ngoài bắt cá, ở trong mắt người ngoài đây không khác gì cuộc sống một nhà ba người. Nửa tháng sau, ông cằn nhằn vui mừng đi đến nhà Nguyên Tranh, ông chờ Bạch Thanh và Nguyên Bảo đi ra ngoài rồi mới đến nhà họ Nguyên. Ông cằn nhằn, Nguyên Tranh thấy ông cằn nhằn đi vào, vội vàng đi ra đỡ ông vào nhà. Cô rất biết ơn ông cằn nhằn, từ sau khi ba mẹ qua đời, ít nhiều có ông cằn nhằn ở, nếu không cô cũng không biết nên sống tiếp như thế nào. Cô vẫn luôn muốn đón ông cằn nhằn về ở cùng, nhưng ông không muốn đến. Sau khi ông cằn nhằn ngồi xuống, uống một hớp trà, sau đó cười nói, Tranh Nhi cũng ngồi xuống đi, hôm nay ông muốn nói với cháu mấy lời. Có chuyện gì vậy ạ? Nguyên Tranh ngồi xuống. Cháu cảm thấy Bạch Thanh thế nào? Ông cằn nhằn mỉm cười hỏi Nguyên Tranh. Nguyên Tranh đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Bạch Thanh rất tốt. Ông không sống được bao lâu, rất không yên tâm về cháu. Tâm nguyện lớn nhất trước khi ông chết là có thể nhìn thấy cháu kết hôn, còn Bạch Thanh thì sao? Cậu ấy cũng là người đáng thương, có lẽ bị tai nạn trên biển, lâu như vậy cũng chưa có người tìm kiếm, chứng tỏ hắn cũng một mình một người. Trong khoảng thời gian này ông nhìn ra được Bạch Thanh và cháu rất xứng đôi, cũng rất yêu thương A Bảo cũng rất thích Bạch Thanh, ở bên Bạch Thanh, A Bảo hoạt bát hơn trước nhiều, cho nên ông muốn làm chủ, cháu gả cho Bạch Thanh được không? Nói xong ông nhìn chằm chằm Nguyên Tranh, vẻ mặt trịnh trọng. Mặt Nguyên Tranh đỏ bừng, đúng như lời ông cằn nhằn, cô rất thích Bạch Thanh, A Bảo cũng rất thích hắn, trong lòng vẫn luôn mê mang, hôm nay nghe ông cằn nhằn nói vậy có chút thông thấu. Nhưng cô thật sự có thể kết hôn với Bạch Thanh sao? Cô nguyện ý nhưng Bạch Thanh sẽ nguyện ý sao? Nghĩ đến đây Nguyên Tranh ngẩn ngơ, thật ra sâu trong lòng cô rất sợ sẽ có ngày Bạch Thanh sẽ rời đi. Hoặc người nhà sẽ đến tìm hắn. Tranh Nhi, cháu có bằng lòng hay không? Ông cằn nhằn nhìn thấy sắc mặt do dự của cô, cũng hiểu tâm tư của cô, lại hỏi một câu. Cháu, cho dù cháu nguyện ý, Bạch Thanh cũng chưa chắc, Nguyên Tranh bộc lộ nội tâm của mình. Được, chỉ cần cháu nguyện ý là được, còn lại giao cho ông, cháu chờ làm vợ đi, ông đi bờ biển nhìn Bạch Thanh và Nguyên Bảo. Ông cằn nhằn vô cùng vui mừng,
ngâm nga bài hát đi bờ biển tìm Bạch Thanh. 3 tháng sau thôn Mộng Đảo tổ chức hôn lễ, vai chính là Bạch Thanh và Nguyên Tranh. Người chủ trì là ông Cằn Nhằn, kiêm trưởng bối hai bên, người xem là 15 thôn dân trên thôn Mộng Đảo. Hôn lễ được tổ chức theo kiểu truyền thống Cửu Châu, sau tiệc rượu sẽ động phòng. Việc ông Cằn Nhằn đưa ra đề nghị Bạch Thanh cưới Nguyên Tranh đã thành công, bởi vì mạng của Bạch Thanh do chị em Nguyên Tranh cứu, lúc ông Cằn Nhằn tìm Bạch Thanh còn chơi chiêu cảm tình nên mọi chuyện không hề chậm trễ. Từ nay về sau, Bạch Thanh, Nguyên Tranh và Nguyên Bảo hợp thành một gia đình, trải qua ngày tháng hạnh phúc cùng nhau. Vợ chồng son rất ngọt ngào, 3 tháng sau Nguyên Tranh mang thai, ông Cằn Nhằn cực kỳ vui sướng, Bạch Thanh cũng vui vẻ hơn, không suy nghĩ đến thân thế của mình. Vợ chồng son mạnh mẽ đón ông Cằn Nhằn về nhà. Sau khi cưỡng chế đón ông Cằn Nhằn về nhà sống cùng, cuối cùng ông Cằn Nhằn cũng vui vẻ đồng ý, nói, được, ông cũng rất muốn thấy con của mấy đứa sinh ra, muốn ôm chắt trai, nhưng chờ ông đi tuần núi về đã. Tuần núi, Bạch Thanh khó hiểu. Nguyên Tranh giải thích, rừng rậm trên Mộng Đảo giáp với biên giới vũ trụ quốc, trên Mộng Đảo có hải mộc độc hữu, giá trị xa xỉ, trước kia thường xuyên có người đến chặt trộm cây. Nhưng sau khi luật pháp bảo hộ sinh thái ra đời, gần như đã không có ai trộm chặt nữa, nhưng ông Cằn Nhằn và các thôn dân trên đảo vẫn có thói quen một quý tuần tra một lần. Nguyên Tranh giải thích xong lại nhìn về phía ông Cằn Nhằn, khuyên bảo, ông Cằn Nhằn, cháu thấy hay mọi người đừng đi dò xét nữa, hiện tại luật pháp sinh thái nghiêm khắc như vậy, ăn trộm đều biết không được phép, hơn nữa thời đại phát triển đến ngày nay đã không ai sử dụng gia cụ bằng gỗ, không ai sẽ đi chặt hải mộc, ngài cũng lớn tuổi như vậy rồi. Hay đừng đi nữa. Ha ha, con nhóc này, thân thể của ông vẫn còn khỏe lắm, không kém người trẻ tuổi các cháu. Hơn nữa rừng rậm kia được sự bảo hộ của các đời người dân thôn Mộng Đảo, cho dù không có ai chặt hải mộc, ông cũng phải đi tuần tra. Được rồi, mấy đứa đừng khuyên, cũng chỉ 3 ngày mà thôi. Ông Cằn Nhằn kiên định nói. Nguyên Tranh thấy không khuyên được cũng không đi quá xa, ban đầu cô định cho Bạch Thanh đi cùng ông Cằn Nhằn nhưng bị ông từ chối. Ông nói bây giờ Bạch Thanh phải chăm sóc cô vì cô đang mang thai, đây mới là chuyện lớn. Chấm. 3 ngày trôi qua, lúc ăn cơm, Nguyên Tranh nói với Nguyên Bảo, A Bảo, hôm nay đã là ngày thứ 3, ăn xong em đi xem ông Cằn Nhằn đã về chưa. A Ba. Nguyên Bảo ngoan ngoãn gật đầu, ăn xong đặt bát đũa xuống rồi đi ra ngoài. Không biết tại sao hôm nay trong lòng Nguyên Tranh luôn bồn chồn không yên, Bạch Thanh còn an ủi cô một lúc. Nguyên Bảo trở về lắc đầu, khua tay múa chân rồi lắc đầu, tỏ vẻ ông Cằn Nhằn chưa về. Nguyên Tranh gật đầu không nói gì, nghĩ còn sớm, có lẽ ông Cằn Nhằn cũng sắp trở về. Chấm. Lúc chiều tối, Bạch Thanh và A Bảo khiêng cá lớn về nhà, Nguyên Tranh bảo A Bảo đi xem. Kết quả ông Cằn Nhằn vẫn chưa về. Nguyên Tranh đứng ngồi không yên, bình thường tuần tra đến ngày thứ 3 đã trở về từ lâu, hiện tại còn chưa về, có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không? Đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, 2 thôn dân đi tuần tra cùng ông Cằn Nhằn cũng chưa về, thôn dân bắt đầu lo lắng. Lúc này gió biển nổi lên, thời tiết thay đổi. Thấy bắt đầu mưa bão, Nguyên Tranh và các thôn dân cũng đều rất lo lắng. Bạch Thanh thấy Nguyên Tranh sốt ruột muốn đi tìm ông Cằn Nhằn, vội vàng ngăn cản, Nguyên Tranh, em có thai ngoan ngoãn chờ, anh đi tìm. Anh không biết đường, em quen thuộc đường bên Hải Lâm, bây giờ mới mang thai được 2 tháng. Hay em đi cùng anh? Nguyên Tranh thật sự không yên tâm. Không được, nghe anh, đường không xa, để anh đi tìm ông Cằn Nhằn. Lúc này Bạch Thanh vô cùng bá đạo, làm Nguyên Tranh sửng sốt, đột nhiên cô cảm nhận được khí thế kinh người từ trên người chồng mình, giống như khí thể của hiệu trưởng trường đại học mà cô từng gặp. Đang ngẩn người thì nghe Bạch Thanh nói với thôn dân, các ông các bác các chú, nhờ mọi người chăm sóc Nguyên Tranh, cháu đi tìm ông Cằn Nhằn. Vài thôn dân rất vừa lòng Bạch Thanh nên tất cả đều đồng ý, bọn họ già rồi không đi tìm người được nhưng vẫn có thể chăm sóc một người mang thai. Nói xong Bạch Thanh mặc áo mưa cầm đèn chuẩn bị ra ngoài. A Ba A Ba. Nguyên Bảo cũng mặc áo mưa ý bảo cậu cũng đi theo. A Bảo đừng làm loạn, ở nhà chăm sóc chị. Bạch Thanh từ chối cho A Bảo đi theo. A Ba. Nguyên Bảo kêu to, nhìn Bạch Thanh rồi lại nhìn về phía chị gái. Để A Bảo đi theo anh đi, thằng bé quen đường, đi theo làm bạn với anh, em cũng yên tâm. Nguyên Tranh vuốt xe đầu của em trai, cô rất vui, em trai đã trưởng thành. Cô càng không hy vọng Bạch Thanh xảy ra chuyện, hắn là chồng của mình, cô rất để ý hắn.
Sau khi kết hôn, quan hệ vợ chồng của hai người rất nồng thắm, Nguyên Tranh thích hắn từ tận trái tim. Vậy được rồi. Thấy sự lo lắng từ trong mắt vợ, Bạch Thanh đồng ý, hắn biết không cho Nguyên Bảo đi theo, cô ở nhà cũng không yên tâm. Mặc dù hắn không biết thân thế của mình, nhưng sau khi kết hôn với Nguyên Tranh, hắn cũng rất thích vợ mình. Trong lòng đều có đối phương, vào loại thời điểm này đều hiểu nỗi lòng của đối phương. Bạch Thanh nhìn A Bảo, gật đầu, hắn cũng yêu thương A Bảo giống như Nguyên Tranh. Chấm. Bạch Thanh và A Bảo ra ngoài, đi về phía rừng rậm. Hải Lâm Mộng Đảo cách thôn khoảng 20 dặm, diện tích phải tuần tra khoảng 20 km. Diện tích lớn, hơn nữa buổi tối khó tìm, nhưng lại có điểm tuần tra cố định, A Bảo biết điều này, có A Bảo dẫn đường nhanh hơn rất nhiều. 3 tiếng sau, Bạch Thanh và A Bảo đi đến điểm tuần tra thứ 3, không phát hiện gì cả. Tổng cộng 7 điểm tuần tra, còn 4 điểm. Tiếp tục tìm kiếm. Đến điểm tuần tra thứ 6, gió to ngừng, chân trời súng có ánh sáng, Bạch Thanh tính toán khoảng nửa tiếng nữa trời sẽ sáng. Một buổi tối trôi qua. Còn một điểm cuối cùng. Suốt một đêm, Bạch Thanh vẫn rất khỏe, thể lực của hắn vượt xa người thường. A Bảo lại có chút mệt, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. A Bảo, để anh cõng em. Bạch Thanh thấy vậy có chút đau lòng, cũng do hắn sơ ý, A Bảo kiên trì cả đêm nhưng cũng chỉ là đứa trẻ 16 tuổi, có thể kiên trì cả đêm đã rất tốt. A ba, A Bảo rất hiểu chuyện, khua tay múa chân nói cậu không mệt không cần cõng, anh rể cũng rất mệt. Bạch Thanh trực tiếp cõng A Bảo lên. Thân thể hắn rất tốt, không cảm thấy mệt. Nửa tiếng sau cũng đến điểm tuần tra thứ 7, lúc này đột nhiên A Bảo kêu to chỉ tay về phía trước. Sắc trời đã sáng, Bạch Thanh nhìn theo ngón tay của A Bảo, giật mình, có dự cảm xấu, hắn thấy được một chiếc thuyền đánh cá dừng trên bãi biển, bên trên có hải mộc thô to. Đánh dấu trên thuyền đánh cá là Vũ Trụ Quốc, không phải thuyền đánh cá Cửu Châu. Một dự cảm xấu nổi lên. Hiển nhiên có người trộm chặt hải mộc, nếu đúng là vậy, khả năng lớn đám người ông cằn nhằn đã xảy ra chuyện. A ba, A Bảo kêu lên, Dương Bách Xuyên nhìn theo, bên bãi biển có ba người đang nằm đó, thị lực của hắn rất tốt, đó chính là ba người ông cằn nhằn. A Bảo, em đừng đây chờ, đừng đi qua, anh đi xem, nếu tình hình không thích hợp, nhanh chóng chạy về bảo chị gái báo cảnh sát, biết chưa? Bạch Thanh biết chuyện nghiêm trọng, thả A Bảo xuống, dặn dò. Sau đó vội vàng chạy về phía ba người ông cằn nhằn, hiện tại còn không biết bọn họ sống hay chết. Bạch Thanh chạy tới bên cạnh ba người ông cằn nhằn, nhưng lại phát hiện ra cơ thể của họ đã cứng đơ, không còn hơi thở. Rõ ràng là mưa bão tối qua đã đưa ba ông lão xuống suối vàng. Bạch Thanh tái mét mặt mày đứng dậy, nhìn ba ông lão bị trói thành bánh chưng, tay siết chặt thành nắm đấm. Không cần hỏi cũng có thể đoán được ba người ông cằn nhằn đã gặp phải bọn trộm hải mộc. Khi Bạch Thanh cởi trói cho ba người ông cằn nhằn, bên tai hắn vang lên tiếng hét. A ba. Hắn ngoảnh đầu nhìn thì thấy A Bảo bị một gã đô con mặt mày giữ tợn túm trong tay đi tới. Người chung còn muốn báo cảnh sát. Gã đô con này lộ mặt bất thiện, nói ra một câu tiếng Hoa chúc chắc. Sau đó, cửa khoang thuyền hạ xuống, một người đàn ông trung niên gầy gò đi ra, đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm vào Bạch Thanh. Nói một câu nước ngoài với gã đô con kia, tóm lại là Bạch Thanh nghe không hiểu. Ngay sau đó, chỉ thấy gã đô con lấy ra một sợi dây thừng trói A Bảo lại. Lúc này Bạch Thanh đã cởi trói cho ba người ông cằn nhằn xong. Thấy A Bảo bị trói, hắn lập tức đứng dậy xông về phía gã đô con. Hừ! Gã đô con dùng một tay túm A Bảo. Thấy Bạch Thanh xông tới, gã hừ lạnh rồi nhanh chóng tung ra một cú đá về phía đối phương. Bạch Thanh nhìn gã đô con đá về phía mình, phát hiện thấy trong mắt mình động tác của gã rất chậm, tựa như thước phim quay chậm. Hắn lập tức vung một quyền mang theo cơn giận đánh vào bắp chân của gã đô con. Lúc này chính bản thân Bạch Thanh cũng không biết rằng tốc độ của hắn đã vượt qua người bình thường, ra tay nhanh như chớp, gần như là một loại bản năng. Rắc, á, một quyền nện vào đùi Bạch Thanh, tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gã đô con lập tức lăn lộn trên mặt đất. Ôm chân kêu gào thảm thiết, bắp chân chảy máu ào ào. Gã đô con thả A Bảo ra, A Bảo vội vàng chạy tới trước mặt Bạch Thanh, vừa nói A ba vừa dùng thủ ngữ với Bạch Thanh, ý nói cậu ấy nấp bên kia bị gã đô con bắt được. Bạch Thanh kéo A Bảo vào lòng an ủi, bảo cậu ấy đừng sợ. Đúng lúc này,
người đàn ông gầy gò đứng trên mũi thuyền bỗng xì xồ hô to về phía đằng xa. Ngay sau đó, sáu gã đàn ông xuất hiện ở bìa rừng đằng xa, ai nấy đều vác hải mộc trên vai, rõ ràng là bọn họ vẫn còn tiếp tục chặt cây. Cả sáu đàn ông đều vạm vỡ, bọn họ ném gỗ vào bãi cát rồi bao vây Bạch Thanh. Lúc này, người trung niên gầy gò nhảy xuống mũi thuyền đi tới, nói bằng thứ tiếng Hoa sứt sẹo, nhãi danh, bọn tao vốn chỉ muốn tiền, không muốn làm hại ai, nhưng đã có ba người chết rồi, vậy thì mày cũng chết đi. Giết tụi nó. Câu cuối là nói với sáu gã đâu con. Bất kể là một người chết hay ba người chết, chỉ cần có người chết thì bọn họ không còn đường lui, vậy thì dứt khoát xử lý luôn thanh niên tóc trắng và đứa trẻ này là xong việc. Lượng gỗ cần thiết đã đủ rồi, chẳng qua là vì tối qua mưa bão nên bọn họ không kịp chất lên thuyền. Bây giờ cứ thẳng tay giết quách thanh niên tóc trắng và đứa trẻ này rồi ném xác xuống biển, thì sẽ không có ai biết bọn họ đã giết người. Sáu gã đâu con lập tức tấn công Bạch Thanh. A Bảo núp sau lưng anh. Bạch Thanh đặt A Bảo ra phía sau. Đối mặt với sáu gã đâu con đang nhào tới, trong lòng hắn rất bình tĩnh. Hắn lập tức bước lên ra đòn, gần như là một loại bản năng, tung ra từng cú đá mang theo thù hận. Rắc 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 rắc, tiếng gãy xương vang lên. A a a. Sáu gã đâu con còn chưa chạm vào vạt áo của Bạch Thanh đã bị hắn đánh ngã xuống đất. Bốn người trong số đó bị Bạch Thanh đánh chết. Chính bản thân hắn cũng không biết vì sao sức lực của mình lại lớn như vậy. Trong lúc tay đấm chân đá, tiếng gãy xương không ngừng vang lên. Mặc dù đối phương có 6 người, nhưng trong mắt hắn các đòn tấn công của đối phương rất chậm, giống như lũ kiến hôi, hoàn toàn không thể chạm vào hắn. Bạch Thanh cũng phát hiện ra cho dù đã đánh chết người, trong lòng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, không sợ hãi chút nào. Ngược lại, máu trong người như đang thiêu đốt, vô cùng kỳ lạ. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên. Bằng. A. Ba. Bạch Thanh bỗng xoay người lại, trông thấy lồng ngực A Bảo đỏ một mảng. Mà phía sau cách đó không xa, người trung niên gầy gò mặt mày dữ tợn đang cầm một khẩu súng. A. A Bảo. Lúc này hai mắt Bạch Thanh chợt đỏ ngầu, gân xanh gồ lên. Tên người trung chết đi. Người trung niên gầy gò lộ vẻ hận thù, nòng súng lập tức chĩa vào Bạch Thanh và bóp cò một lần nữa. Bằng. Tiếng súng vang lên. Người trung niên gầy gò nhìn thấy trên trán của thanh niên tóc trắng xuất hiện một lỗ máu. Ông ta nở nụ cười. Cứ tưởng sáu thuộc hạ có thể xử lý tên người trung này, ai dè lại thiệt hại mất bốn tên thuộc hạ. Thanh niên tóc trắng kỳ lạ này có lực tay lớn không giống con người, đánh chết tươi bốn người. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt người trung niên gầy gò khiến ông ta cực kỳ sốc. Đám người này kiếm tiền của phi nghĩa, vô cùng to gan. Có thể nói là dân liều mạng. Thời đại sinh thái, lợi nhuận từ đồ gia dụng bằng hải mộc vô cùng lớn, ông ta mới tổ chức một nhóm người đến mộng đảo trộm hải mộc, nào ngờ gặp phải ba lão già đi tuần tra núi. Thế là bọn họ trói người lại ném ở bờ biển, sau ba ngày thì ba lão già này đi đời nhà ma. Bây giờ lại xuất hiện thêm một lớn một nhỏ. Thanh niên tóc bạc là quái vật khỏe vô cùng. May mà ông ta có súng. Mày có khỏe đến mấy? Chỉ cần một phút súng là hạ gục được ngay. Tên người trung đến đây, mày đánh giỏi lắm mà, đánh đi chứ. Ha ha ha, người trung niên gầy gò cầm súng điên cuồng hét to, cười to hệt như kẻ điên. Bốn thuộc hạ chết rồi, lại thêm ông ta đã bắn chết người, cho dù là kẻ xấu thì cũng có áp lực tinh thần. Chấm. Tạm thời không nói tới người trung niên gầy gò đang điên cuồng cười to, ông ta không phát hiện ra rằng trên trán Bạch Thanh đã ngã xuống bãi cát không chảy nhiều máu. Điều kỳ lạ hơn là viên đạn không chui toàn bộ vào đầu Bạch Thanh, cũng không xuyên qua đầu, mà lại kẹt ở giữa trán. Lúc này, vị trí trúng đạn trên trán Bạch Thanh tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt một cách kỳ lạ, càng lúc càng sáng, mà viên đạn trên trán cũng từ từ rút ra khỏi trán. Hiện tại, cộng thêm cả gã đô con sông đến đầu tiên bị Bạch Thanh đánh gãy chân, thì ở đây có tổng cộng 7 người. Bạch Thanh đã đánh chết 4 người, còn 3 người bị thương nặng nhưng vẫn còn sống. Một trong ba gã đô con còn sống nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trên trán Bạch Thanh, phát hiện thấy trên trán Bạch Thanh có ánh sáng vàng càng lúc càng sáng, gã lập tức xì xồ hét to với người trung niên gầy gò kia, nét mặt hoảng sợ, ánh mắt như gặp ma. Người trung niên gầy gò nghe thuộc hạ hét to, quả nhiên nhìn thấy trên trán Bạch Thanh tỏa ra ánh sáng vàng, viên đạn đã rút ra, rơi xuống đất. Á, sao có thể chứ? Bằng, người trung niên gầy gò lại bắn Bạch Thanh thêm một phát. Nhưng một giây sau,
Cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, người trung niên gầy gò và ba tên thuộc hạ còn sống nhìn thấy viên đạn dừng lại cách vị trí của thanh niên tóc trắng nửa mét một cách kỳ lạ. Cảnh tượng này thật kỳ lạ và đáng sợ. Sau đó, thanh niên tóc trắng trúng đạn nằm trên mặt đất bỗng mở mắt ra rồi ngồi dậy, trong mắt tràn đầy ánh sáng vàng. Quỷ, ma quỷ, á, păng păng păng. Sắc mặt của người trung niên gầy gò cực kỳ tái nhợt, miệng hô ma quỷ, tay bắn ba phát súng hết sạch đạn. Thế nhưng, toàn bộ đạn đều dừng lại cách thanh niên tóc trắng nửa mét tựa như có bức tường vô hình chắn đạn, mà cũng giống như đạn bị cố định giữa không trung. Không ai ngờ được thanh niên tóc trắng bị bắn trúng đầu mà vẫn có thể sống sót. Sau đó, khẩu súng trong tay người trung niên gầy gò rơi xuống đất, ông ta vừa nói chuyện như kẻ điên vừa xoay người chạy đi. Bạch Thanh lẩm bẩm, để cảm ơn mày đã đánh thức ký ức bị phong ấn của tao, tao sẽ cho mày tan xương nát thịt. Dứt lời hắn vung tay lên, những viên đạn trước mặt lập tức đổi hướng, bắn vèo 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 ghim vào cơ thể người trung niên gầy gò. Á! Dầm! Ngay sau đó, người trung niên gầy gò đã chạy xa mấy chục mét bị bắn thành huyết vụ. Á á á, ma quỷ! Ba người còn sống hoảng sợ hét to, chạy ra đằng xa. Cùng lên đường đi! Thanh niên tóc trắng vung tay lên, ba người còn sống và bốn người đã bị hắn đánh chết đều biến thành huyết vụ, biến mất trong đất trời, không còn mảnh cho tàn. Bạch Thanh lại vung tay, thuyền đánh cá bốc lửa ngùn ngụt, thoáng cái đã cháy thành tro. Không gian yên tĩnh. Nếu không có vết máu đỏ thấm trên bờ cát, thì ai mà biết được vừa rồi đã có 8 người bốc hơi. A ba. Lúc này, một tiếng kêu yếu ớt vang lên. Thanh niên tóc trắng quay đầu lại, sát khí trên mặt bay biến, vội vàng đi đến chỗ A Bảo. A Bảo đừng sợ, đạn bắn vào bên phải không tổn thương tới tim, anh rể có thể nhanh chóng chữa khỏi cho A Bảo, sẽ không đau nữa. A ba A ba. Đúng là vết thương trúng đạn không tổn thương tới chỗ hiểm. Nhưng A Bảo đã tỉnh lại trong tiếng súng lúc sau, nhìn thấy cảnh tượng anh rể Bạch Thanh đối phó với người trung niên gầy gò kia. Mặc dù A Bảo không biết nói, nhưng sau khi nhìn thấy tất cả, cậu ấy nghĩ đến điều gì đó, vừa nhìn anh rể của mình vừa A ba dùng thủ ngữ hỏi có phải anh rể đã nhớ lại chuyện gì rồi không? Thanh niên tóc trắng hoặc nói là Dương Bách Xuyên nhìn A Bảo, mỉm cười đáp, đúng là anh rể đã nhớ ra mình là ai, nhưng A Bảo yên tâm, anh vẫn là anh rể của A Bảo. Bây giờ A Bảo nhắm mắt ngủ một giấc đi, anh rể đảm bảo khi A Bảo tỉnh lại, A Bảo có thể cất tiếng gọi anh rể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.